Thưa các bạn, chúng ta lại bắt đầu bài giảng bài thứ 32, cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nâng cao. Hôm nay là chúng ta tiếp tục bàn về sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca của Gautama đó. Qua chúng ta là có những cái theo thời gian thì từ kinh Nikaya, Trung bộ kinh 26 cho tới Trung bộ kinh 36 cũng có một bước phát triển lên rồi, rồi tới khi Buddha Charita là phát triển lên năm 700 năm sau khi viết về cuộc đời của Đức Phật, rồi sau đó là tới học giả John Strong, rồi tới biography, modern biography của Karen Armstrong. Bây giờ chúng ta đi tới là cái outside academia, tức là ngoài về cái lĩnh vực học thuật. Thì bây giờ những cái tác giả rất là cũng nhà thần học và những nổi tiếng, Deepak Chopra. Và sau khi hôm nay cô Hạnh Tâm, sư cô sẽ thuyết trình tiếp về về cái tài liệu của sư cô thuyết trình. Rồi sau đó là cô Loan, cô sẽ thuyết trình về của Thích Nhất Hạnh. Và sau đó là tiếp tục với lại sư cô Nguyên Hiền. Dạ, mời sư cô Hạnh Tâm ha. Yeah. Nãy nó có trục trặc máy tính. Một 5 phút mong quý vị thông cảm. Sư cô nói được chưa? Nghe sư cô nói, thấy hình rồi đó sư cô. Dạ, giáo Phật cảm ơn thầy và đại chúng, cho con xin thuyết trình tiếp ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, hôm trước thì con có nói về đó là về sự giác ngộ của Đức Phật qua cái thứ hai là qua ngày nàng là chúng ta cũng dùng sữa, và cái thứ hai là mình chưa có nói qua là đó là cái mà ngày chiến đấu với cả ma vương ạ. Và ngày hôm nay thì con xin được thuyết trình đó là khi mà ngày 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 giáo hóa được tất cả các đệ tử thì từ cái mà ngày những vị từ cái lúc mà làm ác mà khi mà gặp ngài thì là trở thành một con người thánh thiện. Đặc biệt đó là đặc biệt là ngày Angulimala thì ăn theo con được biết trong kinh Phật đó là Angulimala là một người mà một người rất là một người có thiện chí tiếc học, nhưng mà vì một cái sự mà vô minh thì là đã hiểu lầm mà đã dẫn đến sự vô minh đó là đi giết người. Và con xin đọc nè. Trong lát thì ngài đã nhìn thấy những cái túc lều đầu tiên của một ngôi làng nhỏ, và khi ngài đến gần thì mọi người bước ra với nghi ngờ và sợ hãi. Thì một số mang theo những thanh gươm hay kiếm chỉ, họ nhìn chăm chú khi mà Đức Phật đi qua, và trong tâm mỗi người đều nghe thấy cùng là người mà tất cả dân làng đều sợ hãi, một kẻ điên và kẻ sát thủ ạ. Đức Phật đã dùng lòng từ bi để mà hóa độ được ngài. Qua cái này thì nó có nói là khi mà ngài đã đi nhưng mà ngài Angulimala muốn không biết được rằng có hơi dùng đấy. Ngài Angulimala vì muốn bên tay ạ, thì là ngài hóa độ. Đối với cái người mà cũng nằm trong cái nhân vật đặc biệt đó là ngài Andiga, thì là cũng
cũng tương đồng với ngài Angulimala. Thì Đức Phật ngài đã trải tình thương đối với ngài ngài Angulimala và Aniga, thì giúp họ để thấy được cái chân lý của Đức Phật, đó là từ bi và bình đẳng. Thì và sau đó thì trước khi ngài hóa đạo được hai người đó từ một cái ác mà dẫn đến một cái điều thiện, và cũng như chúng ta thì cũng như là một cái con người, tất cả chúng ta ai ai cũng có một cái sự đó là trong tâm, là cái điều bất thiện ở trong tâm mỗi người, thì mình phải biết hóa giải nó bằng một cái tình thương. Và đôi khi mà ngài hóa độ được hai người đó thì trong cái cuốn này thì con chúng thì kheo ni đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như, tại vườn Nai, thì sau khi ngài rời bỏ sau khi Gautama khi thấy ngài rời bỏ lối tu khổ hạnh, thì năm vị tỳ kheo đó tưởng ngài đã chết, nhưng mà ngài đã khéo léo kể lại trong quá trình trải nghiệm tình thương và dục vọng cũng như là sự đau đớn của thân xác, để đi đến con đường giác ngộ. Sau đó thì ngài giảng cho năm vị tỳ kheo đầu tiên, đó là Asati và Kodanya, Baba, là bài pháp kinh chuyển pháp luân, hay còn gọi là tứ diệu đế, và tiếp theo là tóm tắt của nó là trong quá trình ngài giác ngộ thì được chân lý thì ngài không quên được cái phần mà cha mẹ và vợ con của mình, thì ngài cùng năm vị tỳ kheo đã lên đường tới thành Kapilavastu thăm gia đình. Đó là con tóm tắt qua đó là khi cánh cổng của Kapilavastu đến gần thì Đức Phật đã chuẩn bị lên đường, ngài nhắn đại diện trước và ngài có cảm nhận sự vui mừng của Yasodhara, và làng đã ra lệnh cho đầy tớ những người hầu của mình vứt bỏ chiếc áo sari của một người giáo phụ, và nàng đem những bức hình cũ của Siddhartha để cho con trai của ngài. Thì Rahula là một cái người mà con của Đức Phật, và theo không biết Jahodana là người có thể sợ hãi khi thấy trở lại của người cha mà cậu bé chỉ biết trông nôi. Thì mỗi ngày Yasodhara đều thực hiện nghi lễ giống nhau, ngài là sẽ quay quần bên cạnh Yahuna và ngồi nầu bên hồ sen, nơi mà nơi mà Sudonana đứng từng đứng, và cái cấu trúc cũ đã bị phá bỏ, và các cung nữ đã dành những lời lương thiện để phục vụ ngài nàng, và Siddhartha thì chưa bao giờ đến thăm họ mà một cách ngài có thể hiểu tình lòng chung thủy của mình với Yasodhara. Bây giờ lòng chờ đợi ở đó để thể hiện cái lòng chung thủy mình, thì vợ ngài vẫn còn trẻ. Đối với vấn đề đó thì Siddhartha chỉ là khi mà và vẫn còn trẻ và đã có thời gian cho nhiều trẻ em hơn, và sự hiện diện của Đức Phật không thể đạt đến bản chất của Yasodhara. Và làm thế nào ngài có thể thay đổi ý định của nàng không bị tổn thương, và hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân là những gì nàng sống ạ? Thầy thầy con thích đoạn này nhưng mà có hiểu nhiều không thầy?
Thì cô thuyết trình xong rồi ạ. Thế là con để sao nhưng mà con không có hiểu sách này sao. Dạ. Dạ Xong rồi cho cô. ý là dạ. Rồi, xin cả lớp mình thả tim vỗ tay cho sư cô. Cái bài Dạ sư cô con đang cũng dở dang đấy. Ừ. Hôm nay thuyết trình cho nó xong luôn. Dạ. con bài thuyết trình của con nó nhiều cái mà con Dạ, chưa có có sâu sắc cái thì tâm sự chia sẻ mong với sư thầy cô sau, riêng trong lớp, còn không không phải trong lớp, còn bây giờ mình cứ để lớp trao đổi đặt câu hỏi rồi sư cô trao đổi trả lời ha. Cái chỗ này thì tại vì nó ít quá thì cũng không có nói làm gì nhiều, thành ra là không biết lớp mình có cái tâm sự trao đổi chia sẻ gì không. Nếu có thì mời đại chúng, còn không đó thì mời cô Loan, cô Loan có thuyết trình, và sư cô Nguyên Hiền thì cũng sẵn sàng. Mà cô Loan, dạ, mình trân trọng cảm ơn tấm lòng của sư cô Hạnh Tâm thuyết trình cho nó hết luôn. À, bây giờ đây mời các bạn chia sẻ một tí là cái sự giác ngộ của Đức Phật trong một cái tác phẩm thần học là Đường Xưa Mây Trắng. Thần học nó khác với học giả ở chỗ nào, là ở chỗ là cái người thần học là thường họ có thực hành và họ cũng hiểu Phật học, nhưng mà thường họ không có cái bằng tiến sĩ về Phật học hay những lĩnh vực liên quan ở cái trường tốt của thế giới. Còn nhà thần học là gì? Thiền sư Nhất Hạnh là gọi thiền sư, nhà thần học cũng được. Đi bắt chấp ra được rồi cũng vậy. Thì bây giờ mình coi thử cái cách chia sẻ của thiền sư Nhất Hạnh về cái sự giác ngộ của Đức Phật như thế nào. Dạ, mời cô Loan, cô thuyết trình. Dạ vâng, con thưa thầy ạ. Con thưa thầy và thưa lớp, hôm nay thì con tiếp tục trình bày về sự giác ngộ của Đức Phật trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của sư ông Làng Mai. Và trong tác phẩm này thì con trình bày hai chương, chương số 17 và chương số 18. Chương số 17 thì sư ông có viết về chữ lá Pipala, và chương 18 nội dung là về sự giác ngộ của Đức Phật với hình ảnh là sa mai đã mọc. Khi bắt đầu về cái nội dung của chương 17 thì con thuyết trình cái đoạn về sau này thì lúc này cái nội dung là bắt đầu từ cái việc mà Sa Môn Cổ Đàm chọn cái việc mà ngồi thiền định ở dưới một cái gốc cây có tên là Pipala, và ngài đã chiếu rọi cái ánh sáng thiền định vào trong cái thân tâm của mình và vào trong vũ trụ. Thì lúc này năm cái người bạn đồng tu của ngài đã rời bỏ ngài từ rất là lâu rồi, nên là bạn tu của ngài bây giờ chỉ là cái những cái hình ảnh khác như là ngôi sao hôm hay là một vài mà bọn trẻ con đến với ngài từ lúc ăn trưa. Sau đó thì có một cái buổi vào buổi trưa thì có nàng Sujata đã đem cúng ngài một cái bát đề hồ nấu với sữa và mật ong. Còn một cậu bé Vastika thì cũng đến tặng ngài một cái mớ cỏ kusa rất là tươi và ngài đã dùng để làm tạo cụ. Sau đó thì Vastika đã lùa trâu đi. Lúc này thì ngài có cảm tưởng rằng là ngay trong cái nội ngày đêm nay thôi thì ngài sẽ đạt tới được cái sự tận cùng của sự tỉnh thức mầu nhiệm. Và giữa cái buổi đêm hôm đấy vào cái lúc hồi khuya thì ngài đã mơ thấy những cái giấc mơ rất là lạ,
lúc này con sẽ không nói qua về cái dấu hiệu của giấc mơ. Cái này cũng như là cũng có một trong một cái tài liệu trước lớp mình đã học rồi ạ. Không, Thì qua nói đi con, nói cái giấc mơ nhé, à, mình vâng, đi đấy. con xin này luôn ạ. Thì ngài thấy mình nằm nghiêng và đầu thì gối lên dãy Hy Mã Lạp Sơn, tay trái thì để trên bờ biển phương Đông, tay phải thì đặt trên bờ biển phương Tây. Hai chân ngài thì chấm lên bờ biển phía Nam. Và trong giấc mơ thứ hai thì ngài thấy rốn của mình đã mọc lên một đóa sen lớn, và hoa sen này thì nở như là một cái vành xe dâng cao lên tận mây xanh. Còn giấc mơ thứ ba thì ngài thấy nhiều loại chim chóc đủ màu từ bốn phương bay tới quy tụ bên ngài mà không biết bao nhiêu mà kể. Thì qua những cái giấc mơ đó thì ngài thấy rằng là như đã báo trước cái sự thành công của ngài. À, trong cái đạo Phật nó cũng giống như trong ăn uống, một chỗ là nó có tính chất dự đoán đúng không? Ví dụ mình vào mình ăn một món ăn là mình phải ăn cái món khai vị trước đây. À, cái món khai vị trước chứ. Khi mình ăn món khai vị mình bắt đầu mình biết được cơ thể mình bắt đầu nó tự nó biết là chuẩn bị là ăn cái món chính rồi đấy. Ta phân tâm mình biết rồi đấy. Thì trong Phật giáo cũng vậy. Phải có ông tiên A Tư Đà lên đoán là sau này thái tử sẽ thành Phật đúng không, thành cái bậc chuyển lên thánh vương hoặc là Phật. Bên Mahavira cũng đoán vậy. À, khi bà Ma Gia bà nằm mộng thì thấy con quái cắt vào bụng, và sau đó thì vương quật A Tư Đà cũng sẽ đoán tất cả đa như vậy, cũng đã đoán. Thì Mahavira cũng vậy, mẹ của ngài cũng có một cái con voi trắng đi vào bụng rồi sinh ra ngài, rồi cũng có người tiên đoán Mahavira sẽ làm cái gì đó to lớn lắm. Thì cũng có một cái tài liệu nói về giấc mơ của Mahavira, nhưng mà nhất thời bất cẩn không biết sao kiếm không được, thật ra chúng ta đành chịu thôi. Nhưng mà đúng là trên tinh thần so sánh của tôn giáo Phật giáo mình phải trình bày về giấc mơ của Mahavira trước khi ông giác ngộ. Ừ, nó cũng thú vị. Ừ, nhưng mà tiếc là bất cẩn lạc đâu mất rồi. Nếu có bạn nào có tài liệu là cho bất cẩn, còn không thôi bất cẩn không 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 kiếm ra được, trong nhất thời đó lạc đâu mất rồi. Rất là hay đúng không, ăn cái món khai vị để cái bụng mình chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận món ăn chính thôi. Có một giấc mơ trước khi giác ngộ thì để cho mô tả như vậy để cho loài người sẵn sàng để coi như là đón nhận sự giác ngộ cũng cái bộ phim này cũng cũng hấp dẫn đấy chứ. Mời mời cô À. Loan cô tiếp tục. Dạ vâng ạ. Sau khi mà có những giấc mơ đó thì vào cái chiều hôm ấy thì Sa Môn Cồ Đàm đã đi thiền hành bên bờ sông, và ngài đã lội xuống sông tắm gội, và sau đó thì lại lên bờ và đi thiền hành. Ngài đã đến trở lại cái gốc cây Pipala và lấy cái tấm thảm cỏ mới trải, và ngài đã ngồi xuống và chờ đợi cái giây phút đã từ lâu sắp đến, đó là cái cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sắp được mở tung. Tức là đã ngồi xuống và điều chỉnh cái thế ngồi của mình trong tư thế hoa sen, và sau đó thì ông đã nhiếp tâm theo dõi hơi thở và khép nhẹ đôi mi của mình, và sau hôm chắc là đã lên rồi. Đó là nội dung của chương số 17 ạ. Chương số 18 nói về việc sao mai đã mọc. Sau khi ngài ngồi với tư thế hoa sen, đưa thân tâm của mình và hơi thở của mình trở về cùng một mối, và cái việc mà chánh niệm sung mãn đã đưa đáo, và ngài đã bắt đầu dọi cái ánh sáng quán chiếu đó vào tự thân. Hồi lâu sau thì ngài thấy rằng là trong cái giây phút hiện tại thì cái sự có mặt của muôn loài chúng sinh ngay trong chính tự thân của ngài, và tất cả các loại chúng sinh từ khí, từ khoáng, từ hơi cho đến xương, rêu, cỏ, vân vân thì cũng đều có mặt. Và có mặt một cách hiện thực ngay trong cái giờ phút hiện tại đó. Cái việc mà tất cả cái sự có mặt của tất cả các loài chúng sinh ấy thì cũng chính là sự có mặt của ngài,
và nó không những là ở trong hiện tại mà cũng cả ở trong quá khứ và trong cái vị lai. Ngài thấy được trong tất cả những cái sinh việc của mình trong các kiếp quá khứ, và Ngài thấy được tất cả những cái sinh việc của mình trong tất cả các kiếp hiện tại, và hàng ngày cũng trông thấy được những cái sinh việc của mình trong các kiếp vị lai. Và lúc này thì Ngài thấy Ngài chứng được túc mệnh minh, và vào thời gian đó là cuối canh một. Tiếp tục Sa Môn Cổ Đàm đi sâu vào trong con đường, trên cái con đường khám phá, và Ngài thấy rằng là tuy là vô lượng vô số thế giới đã từng co giãn và đã từng sinh diệt và thành hoại như thế, và tuy rằng vô số chúng sinh cũng đã từng sinh diệt và thành hoại như thế trong vô lượng vô số kiếp, nhưng mà kỳ thực cái những cái sự kiện co giãn sinh diệt và thành hoại ấy chỉ là những cái biểu hiện ở bên ngoài, và chưa từng đụng tới được cái thực tướng của pháp giới. Cũng như thế nên là mà cái trên mặt biển tuy rằng là lúc thì có hàng triệu cái đợt sóng lô nhô xuất hiện, nhưng mà đại dương thì chưa bao giờ mà có sinh diệt hay là thành hoại. Tương tự về sóng thì cũng vậy. Và cái thấy đó đã đưa Sa Môn Cổ Đàm vượt thoát lưới sinh tử, và Ngài bất giác mỉm cười. Nụ cười của Ngài như một bông hoa, dù là lúc đó là trong đêm tối. Nụ cười đó như là tỏa chiếu ánh hào quang. Nụ cười là hoa trái của một cái thấy vi diệu, đó là cái thấy của Lậu Tận Minh, và cái thấy đó được xảy ra vào cuối canh hai. Tiếp tục Ngài ngồi thiền quan sát tiếp vào cái cõi tâm của mình, và thấy chúng sinh đang chịu vô lượng khổ đau, và mỗi loài thì không biết rằng mình đang cùng chung một cái thể tính với lại mọi người và tất cả những cái loài khác. Và từ cái sự u mê đó đã làm phát sinh là bao nhiêu cái phiền não và làm rối loạn tâm hồn than đắng, giận hờn, kiêu căng, nghi ngờ, vân vân. Nếu như mỗi người biết tìm cách tĩnh tâm để nhìn lại, để quán chiếu một cách sâu sắc vào lòng của sự vật, thì ai cũng có thể đạt tới sự hiểu biết, và sự hiểu biết này sẽ làm tiêu tán được mọi phiền não và làm phát sinh được cái sự chấp nhận và cái niềm tin yêu. Và như thế thì Ngài khám phá ra rằng là hiểu biết và thương yêu là một, và nếu cái không có sự hiểu biết thì không thể thương yêu, và Ngài tìm ra con đường hiểu biết để xót thương và hành động, và ngược lại muốn thương yêu thì phải có hiểu biết, và chính sự hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Và cái nhìn đó của Mình quay lại cái câu trước đi. Ngài. Dạ, thưa thầy. Cái câu mà muốn đạt tới hiểu biết, con người phải sống thức tỉnh qua từng giây từng phút, thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện và thấy những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Câu này hay đấy chứ, Dạ vâng. mà cô không có đọc ra. Còn một cái vấn đề nữa là cái câu này có cái câu là tính tình, câu thứ hai của cái slide này đó. Tính tình cùng con người dù ác độc đi mấy cũng do những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội tạo thành. Câu này thì không biết là Phật dạy hay là do thiền sư Nhất Hạnh viết ra, nhưng mà theo quan điểm của tâm lý học Tây phương á, thì cái này nó chỉ đúng một phần thôi, còn một phần kia nó không đúng. Là tại vì nó có cái nature và nurture, là cái tiên thiên và hậu thiên. Cái hậu thiên á, là cái mà điều kiện tâm lý và xã hội là tạo thành đây. Còn cái nature là cái điều kiện sinh lý, là cái thân tâm của họ. Nhưng mà cái thân tâm này nó còn cấu thành bởi những cái gen di truyền từ cha mẹ rồi nữa, đúng không? Thì nó thuộc về cái phần tiên thiên đó. Rất là thú vị nha. Thầy cô tiếp tục đi. Dạ vâng ạ, thưa thầy.
càng ngày sẽ càng sâu sắc, và khi nhìn sâu sắc được vào một cái hiện tượng thì sẽ phơi bày được ra cái chân tướng trước mặt. Thì đó chính là cái bí quyết của chánh niệm. Thì trong sống thì sẽ được soi sáng, và đó là cái nhìn chân thực, và cái nhìn hay còn gọi là chánh kiến, rồi suy tư chân thực hay là chánh tư duy, lời nói thực chính hay là chánh nghiệp, và sự cố gắng về đường chính đó là chánh tinh tấn, và sử dụng phương pháp và những cái trạng thái thiền định về cái mục đích giải thoát đó là chánh định. Con đường này thì được gọi là con đường thành đạo, hay là Arimaga. Con đường an là thực hiện. Sa-môn-cồ-đàm thì thầm nhìn thấu vào tâm niệm của mọi là chúng sinh và đã chứng được cái, thì ông đạt tới khả năng là nghe được tất cả cái niềm vui và nỗi khổ của mọi loài mà không cần đi đến tận chỗ. Và cùng một lúc thì ngài đạt được thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và thần túc minh. Lúc bấy giờ thì trời đã chuyển sang cuối của canh ba, ngài đã in. Tiếp tục thì cái thời tiết mây đen là hiện ra của cổ đàm, được có cảm giác như là một cái nhà tù đã thường ra hãm con người trong kiếp bị phá tung. Thì vô minh là cái người chủ ngục, vì cái sự u mê cho nên là những cái vọng động tức là hành đã gợn lên trong tâm thức, cũng như là mây đen đã giăng bủa trên bầu trời và che lấp cả trăng sao. Những cái vọng động của tâm thức mà phát sinh ra cái sự phân biệt là tâm và vật, tượng ta và người, có và không, còn và mất, soi tỏ họ đi những cái bước của họ và dìu họ ra khỏi biển khổ. Tình thương của ngài dạt dào hơn bao giờ hết, bởi vì cái trí tuệ của ngài bây giờ là sáng tỏ hơn bao giờ hết. Và lúc này đã là một cái sự mới hoàn toàn, vũ trụ mới tinh, và tự thân Sa môn Gotama cũng là mới tinh. Dạ, con thưa thầy, trong chương 17 và 18 là con trình bày đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn cô Loan. Mời mọi người mình vỗ tay thả tim. Trân trọng cảm ơn cô Loan đã thuyết trình rất là tốt. Dạ. Mời mọi người tâm sự chia sẻ. Về cái điều giác ngộ của Tất Đạt Đa trong cái tác phẩm của thần học của Nhất Hạnh, tác giả Nhất Hạnh. Thật ra mình gọi cho đúng đó, là gọi là cuốn đường xưa mây trắng này của sư ông là cũng đúng đó. Của phải như là tác giả là Nhất Hạnh, đúng không? Đúng tác giả. Là thầy sư đó. Rồi, bây giờ mình mời đại chúng mình có tâm sự chia sẻ gì không? Bác Châu, mời bác Châu. Bác thấy cái mô tả về giác ngộ này có khác gì, giống gì với lại những cái cách mô tả trước đây của chúng ta thấy không? Dạ mô Phật, thầy xin mời chư vị khác. Dạ. Xin phép sau khi các chư vị khác đã trình bày thì trò xin phép được chia sẻ. Okay. Dạ vâng, trong cái... Dạ. Cái này thật sự là xưa có nhiều cái để chúng ta có ý kiến lắm. Dạ vâng. Dạ. Rồi, cảm ơn bác Châu. Xin mời chư vị khác ạ. À. Dạ mô Phật. Dạ. Cô Thiền Phương, sư cô có thấy giống nhau khác nhau trong cái mô tả giác ngộ của tác phẩm của John Strong với lại thiền sư Nhất Hạnh không?
không biết có cô đây không. Anyway, mời sư cô Nguyễn Hiền, sư cô chuẩn bị thuyết trình cái bài cuối về cái series giác ngộ này đi. Herman Hesse, một cái tác phẩm cũng từ một outside academia. Xin mời sư cô thuyết trình xong luôn rồi mình trao đổi tâm sự luôn. Xin phép được chia sẻ. Dạ, mô Phật. Dạ vâng. Trước hết đó, thì nếu mà chúng ta nhìn đây đó thì thấy rằng là sư ông cái căn bản, tức là cái phần trình bày là sư ông đã lấy từ Nikaya như thế. Tất cả, tuy nhiên là khi mà chúng ta thấy đó, cái trình bày như là mình ngày nay có thể nói là ngài nhấn mạnh đến cái pháp tu của ngài là cái chánh niệm. Thành ra tất cả ngài nhất là cái chánh niệm. Nhưng mà là trò có đề cập tới đó thì cái sự đóng góp một trong bát chánh đạo, mà vì đó con đường mà sư ông thấy là dễ nhất cho cái Phật tử phương Tây. Đó là lý do mà sư ông có cái slide đó, có thể là cô Loan, bạn Loan cho xem lại. Tức là sư ông coi như là cái chánh niệm là cái gốc. Nhưng mà theo đối với bản thân trò đó, vì cái chánh ông trình bày cho tất cả những đệ tử của châu Âu đó, mindfulness, thì thật sự đó là nếu mà cái mindfulness này đối với thực hành cái tôn giáo khác đó, họ cũng rất mindfulness. Cho xin phép chuyện là cho đến một cái chùa thì sư cô đó nói là sư cô rất là có chánh niệm. Bây giờ cô sư cô đó nhìn đâu thấy rất là rõ Phật A Di Đà hết. Đó là cái gọi là cái chánh niệm của sư cô. Đó, sư cô nhìn chỗ nào cũng thấy Phật A Di Đà hết. Khi mà thấy như vậy đó, chỉ có mình sư cô thấy thôi, người khác không thấy được. Thì trò mới nói như thế này, tức là tất cả mọi người đều có thể lý luận là tôi rất là mindful, tức là về cái mà tôi đang nhắm tới. Tuy nhiên là nếu mà với cái chánh niệm đó thì có thể so sánh được bởi cái nhìn chân thật, chánh kiến hay chánh tư duy hay không. Đó là cái đó là thành ra trở lại cái chỗ này, đây là phần mà nói là có rất là nhiều ý kiến. Trở lại qua những cái mà những cái trang trước đó thì thật sự là những cái chẳng hạn như là sư ông dùng những lúc mà nói rằng là sau khi đó là sư ông đi thiền, xong ông nói về Đức Cổ Đàm đi thiền hành, xong rồi đi xuống sông tắm, rồi sau đó lại đi lên trên bờ đi hành tiếp. Đối với trò đó thì trong cái trạng thái mà Đức Phật trước khi mà giác ngộ như vậy đó thì không phải là Phật tắm đó. Cái tình trạng mà thiền quán này nó bây giờ nó không còn gọi là ngã đoạn như vậy nữa, mà cái tình trạng thiền định này gọi là nói là tới cao tột rồi, nó không có ngã như là chúng ta là người mà có những cái suy tư, những cái suy nghĩ như đó. Là trong cái slide nữa là trò thấy đó, tức là không biết là xin mời cô Loan cho xem lại những cái slide trước không ạ? Vâng, những cái slide về tức là đây qua là chúng ta là xương, tức là kinh nghiệm của sư ông thôi. Sư ông và sư ông vì ông muốn là triển dương cái phương niệm đó mà chúng ta nhìn cái hình như thêm một cái slide nữa cô bạn Loan ơi. Dạ, vâng. Slide ở trước cũng phía trước slide này hay là sau xin dạ, vâng, là cái, dạ vâng đây thật sự như vậy, chánh niệm đưa thân
trung tâm và hơi thở về một mối. Cái nữa là sư ông rất mạnh tới cái hơi thở nữa. Thì theo đối với trò đó là cái người cái kinh nghiệm hồi đó tới cái giai đoạn tức phải hơi thở kinh nghiệm bản thân. Thành ra là thật sự là thay trong cái phần mà chưa sao mai đã mọc là sư ông nói về cái giác ngộ của Đức Phật đó, nhưng mà thật sự sư ông lồng vào trong đó cái kinh nghiệm bản thân, cái phép tu mà sư ông nghĩ rằng là có thể giúp được cho nhiều người, nhưng mà đối với bản thân trò đó thì thấy là có lẽ nó không phải là như vậy, nó không phải là như vậy. Ví dụ chẳng hạn là hồi những cái về ví dụ chẳng hạn là bạn Loan đưa ra bằng những cái chữ mà tô đậm á, thật sự là diễn đạt sư ông trong cái vấn đề mà giác ngộ của Đức Phật như vậy, chúng ta thấy rằng là nó không phải là bất chợt như vậy đâu, đã được là gọi là kêu bằng là nó mỗi một ngày nó là tăng trưởng như vậy. Ví dụ chẳng hạn là ví dụ như cái này thật sự hồi lâu ông bắt đầu thấy trong giây phút hiện tại có sự có mặt của muôn loài chúng sanh ngay trên trong tự thân ông. Thì đối với một cái người mà có tu tập quán chiếu thì mình thấy là cái này nó không phải nó tự phát đâu, mà nó hình thành từ từ nó trở thành đó. Thành ra trong cái phần mà trình bày đấy, nếu mà chúng ta tiếp tục qua tất cả những cái slide tới đó, hay là ví dụ là tất cả các loại chúng sanh từ khoáng, khí, hơi, xương vân vân đó, thì thật sự cái này nó đến một cách theo như trò hiểu, nó không phải là nó đột ngột, nó đến như vậy, hoàn toàn không phải đột ngột như vậy đó. Thì đó là xin phép được chia sẻ là cái trong cái phần này của sư ông, nó cũng có thể là nó là một hình thức là tiểu thuyết hóa. Sư ông lấy những cái cơ sở từ trong Nikaya, rồi những cái kinh nghiệm mà mình tạm dùng là cái tỉnh thức của sư ông và cái vai trò của chánh niệm trong cái hành trì của sư ông. Đó là cái xin phép được chia sẻ như vậy. Dạ, một phần. Dạ, hay quá. Cảm ơn bác Châu chia sẻ rất là hay. Là đúng như vậy, thường đó là nó có một cái tính tông môn. Một vị thầy, một vị sư, một vị hòa thượng, một vị thiền sư thì họ thường họ hay có tín đồ và họ triển khai một cái tông môn thôi, họ không thể dạy Phật pháp chung chung được. Họ phải triển khai một cái hướng nào đó. Và giống như thiền sư Nhất Hạnh triển khai về phương pháp chánh niệm, quán niệm hơi thở, thì tất cả phải vặn vẹo interpretation đó, phải diễn tả kinh điển nó phù hợp với quan điểm của mình. Cái gì cũng phải chánh niệm hết, đưa vào quán niệm hơi thở ngay. Thành ra thực ra thì cái chuyện mà như Bác Châu nói là thực ra thì rất là khó để mà biết được là Gotama đã làm gì, đã ngồi kiểu thiền kiểu gì để giác ngộ, gần như không ai biết được. Bây giờ không ai biết được, các cái tông phái thì thay nhau một tranh công đúng không? Thiền định thì nó ông nhập định vào rồi ông giác ngộ. Bên thì sư Nhất Hạnh thì đâu có nói ông thấy, đâu có thấy ông đi vào sơ thiền, nhị thiền gì đâu. Tam thiền chứ thứ tứ thiền gì đâu có. Chương 17 chương 18 này nói ông giác ngộ, ông ngồi thiền chánh niệm rồi ông định lực cùng họ ông giác ngộ thôi, đâu thấy ông vào sơ thiền tứ thiền như cô Thiền Phương được rồi chia sẻ là tất cả từ tứ thiền mới đi vào các thần thông, các cái minh. Thành ra là đối với những nhà thiền định thì nó là phải vào thiền định, đây là chánh định cơ mà, bát chánh đạo cơ mà, bát chánh đạo cái cuối cùng là chánh định cực kỳ quan trọng. Thành ra là phải đi vào chánh định, phải đi vào tứ thiền rồi này kia rồi mới triển khai thần thông, mới lại định lực nó đủ mạnh để đi tới giải thoát. Thì bên thiền chánh điện thì đâu có nói là Gotama đi vào các cái tầng định đâu, sơ thiền nhị thiền gì đâu. Thành ra chúng ta thấy là nó có cái tính tông môn đó, một học giả nó khác với một nhà thần học. Nhà thần học cái độ khách quan nó không cao bằng, nó có một cái xen cái kinh nghiệm tu tập như bác nói kết hợp với lý thuyết, nhưng có kinh nghiệm tu tập đó là cái hay. Nhưng mà cái dở là nó có tính tông môn,
nó diễn giải cái kinh điển nó theo phù hợp với quan điểm của mình, ú công vặn vẹo cho nó phù hợp theo quan điểm của mình để mình triển khai cái kiểu đó thôi. Tại vì có những cái tiệm bán phở, có những tiệm bán hủ tiếu thì họ chỉ triển khai tất cả như về hướng đó thôi. Thì có người tu hướng dẫn thiền định, ngài Pao, ngài Ajahn Brahm Ramaphosa, có người triển khai thiền chánh niệm như thiền sư Nhất Hạnh thí dụ vậy. Thì bên thiền định hay thiền chánh niệm gì thì họ cũng triển khai cái hướng của họ thôi, họ tất cả họ làm mọi thứ cho nó phù hợp với cái quan điểm của họ, họ vặn vẹo kinh điển cho nó phù hợp. Nó thế. Thế nha. Cả cảm ơn bác Châu thật nhiều, một lần nữa bác tìm ra một cái điểm rất là thú vị. Dạ rồi sư cô Nguyên Hiền sẵn sàng chưa? Dạ rồi, một lần nữa mình thả tim cho sư cô, cho cô Loan đi, trong khi chờ cô sư cô Nguyên Hiền cô thuyết trình tiếp tục một cái tác phẩm của một outsider kia. Yeah. Tức là không phải cái giới học giả. Thì mời cô. Hôm nay hai tác phẩm của thơ hiện đại của hai học giả cũng rất là nổi tiếng. Một tác phẩm là Confession of the Buddhist Atheist của tác giả Stephen Batchelor, và một tác phẩm là thuộc về tiểu thuyết. Đây là một phần đoạn được trích từ tiểu thuyết Siddhartha của Hermann Hesse. Dạ, trước hết là bây giờ mình nói về con nói về Stephen Batchelor là Stephen Hall là một học giả của người Scotland, và ông đã từng học thiền của ngài Buddha, ông cũng đã học thiền của ông đã có chuyên đại tàng và cũng học với thiền của giáo truyền thống của Hàn Quốc. Thì trong tác phẩm này Pháp Cẩn xin chia sẻ một chút về Stephen Batchelor, quay ngược lại đi sư cô. Nếu mà quý vị mà học về Phật giáo hiện đại á, Buddhist Modernism, thì Buddhism, ông Stephen Batchelor ông viết cái cuốn sách Buddhism Without Belief á, đạo Phật mà trừ niềm tin đó, thì chúng ta thấy là cái nhân vật Stephen Batchelor này là rất là nổi tiếng về Phật học hiện đại đó. Tức là Phật học mà đi qua lăng Tây phương thì nhào nặng và lấy đi những cái mà khoa học nó không có kiểm chứng được. Ông ấy là có thể là nhân vật nổi tiếng nhất thế giới về cái lĩnh vực này, mặc dù ông không phải học giả theo cái nghĩa đen, tức là ông chưa có bằng tiến sĩ về Phật học hay là những liên quan gần trong cái trường tốt thế giới, như có bằng cử nhân hay là gì đó, thì thành ra nó mới gọi là outside academia, tức là ngoài học thuật. Đây là một nhân vật không phải là một học giả theo nghĩa đen, nhưng nghĩa bóng thì cũng có thể là học giả đấy. Nghĩa bóng thì ai cũng có thể mà. Thì thực ra lại có David McMahon mới là một cái học giả hàng đầu về Phật giáo hiện đại đó. David McMahon là với cái cuốn The Making of Buddhist Modernism đó. Thì ông đó là một học giả chuẩn mực hàng lâm đó, hàng đầu về Phật học hiện đại. Nhưng mà ông ấy lại không có nổi tiếng bằng Stephen Batchelor, vì ông Stephen Batchelor nhà thần học này nổi tiếng về Phật học mà hiện đại, tức là lấy ra những cái niềm tin. Phật học hiện đại nó không có chấp nhận những cái niềm tin mà nó không có tính khoa học. Thật ra thì không những bên Tây phương mà bên Nhật Bản ngày xưa cũng vậy, họ đã đả phá cái Phật giáo Ấn Độ, nó có quá nhiều mê tín rồi. Ví dụ luân hồi trong sáu nẻo đồ, trời người Atula rồi, mấy cái đó khoa học không chứng minh được.
Thành ra là Buddhism without belief, đạo Phật mà không có niềm tin là tắt lấy ra những cái đó, những cái mà khoa học nó không chứng minh được, để đạo Phật nó phần nào nó hợp với khoa học, đó là một cái nhánh, một cái cách diễn đạt triển khai đạo Phật ở thế giới Tây phương của một số người. Tại vì nó ra đời trong cái bối cảnh mà Tây phương nó đã thấy đạo khoa học nó mâu thuẫn quá nhiều tôn giáo rồi đấy. Khoa học nó mâu thuẫn với tôn giáo Tây phương quá nhiều, nếu mà mình cứ đưa đạo Phật mà với những cái khoa học không kiểm chứng được thì nó mâu thuẫn thì sẽ người Tây phương họ sẽ không có thích, tại vì họ đã có một phong trào tẩy chay tôn giáo khá nhiều rồi. Không những là các Marx mà còn nhiều nhiều nhân vật khác nữa. Thành ra là các nhà thần học Phật giáo phải, và các học giả, các hành giả là phải triển khai một cái Phật, đạo Phật hiện đại như tuần rồi đã nói, là thay vì nói rằng đi luân hồi là anh phải tái sinh làm con dế, con vuông, anh tái sinh là Atula, thành chúng địa ngục. Cái đó khoa học nó không chứng minh được. Nhưng mà nói là luân hồi như kiểu đám mây, nó thành cơn mưa, nó thành tuyết, thành sông, suối, nó đi vào cây, nó đi vào tất cả của tôi đây. Thì cái đó là có thể người ta quan sát được, observe được. Thì đó là một cái cách của có tính khoa học hơn. Nó diễn ra mà người ta có thể thí nghiệm, có thể quan sát được, thì nó có tính khoa học, và giải thích luân hồi kiểu đó thì ăn tiền hơn, hợp với người Tây phương hơn. Đó là một trong những lý do mà thì sẽ thành hợp với người Tây phương. Ông biết triển khai đó, ông là hình như người Việt Nam hiếm hoi triển khai được cái đó, mà 99% các cái tăng ni của Việt Nam là họ khi giảng dạy họ ít khi triển khai được cái chuyện đó, họ không biết, họ không thiết tha gì. Thành ra là hàng trăm cái ngôi chùa Việt Nam mà không có người Tây phương tới được, họ không chịu đâu. Anyway, thôi bây giờ mình quay lại mời sư cô chia sẻ tiếp tục cái tác phẩm của Stephen Batchelor này về quan điểm về giác ngộ của Đức Phật. Mời sư cô tiếp tục. Quan điểm về sự giác ngộ của Đức Phật thì mỗi người đều sẽ xây dựng một cái hình ảnh Đức Phật theo quan điểm của riêng mình. Và một số tin bài mà theo thì chất lượng con họ của ông họ tôi cũng đẹp về phòng chịu đến cô tâm ba tất cả những sở thích và giá trị của riêng tôi. Tôi công nhận rằng mọi Phật tử trong suốt lịch sử đã xây dựng Siddhartha Gautama của mình, và tôi cũng không ngoài lệ. Tôi phải thừa nhận rằng đã rất ít tâm để nhận cái của người và tôn giáo của họ. Họ chỉ chấp nhận tôn kính một nhân vật từ xa và lý tưởng hóa nhân vật ấy. Tôi nhận ra rằng tất cả những gì mà tôi khám phá về con người lịch sử xa xôi này thì nó cũng sẽ tiết lộ cái điều gì đó về bản thân tôi. Thì con đường cổ xưa này được so sánh với con đường trung đạo mà Đức Phật đã giác ngộ. Và cái tên này thứ hai, Phật giác ngộ của Đức Phật thông qua lý duyên khởi và tâm quan trọng của chánh niệm. Hình ảnh Siddhartha so sánh con đường tôn đạo với con đường cổ xưa. Siddhartha mà với con đường cổ xưa mà quá khứ có người đã từng đi qua. Sau đó người ấy đến tàn tích của một thành phố cổ với công viên, lùm cây, ao hồ, thành lũy, một nơi đầy thú vị. Rồi vị ấy đến gặp vua của địa phương và trình bày với vua về khám phá của mình và khuyến khích nhà vua là phải cải tạo. Cải tạo lại thành phố thông thường như mà quá khứ nó đã từng. Mà giải thích rằng tôi là con đường cho con đường trung đạo, nhưng tại vì đây con đường trung đạo một con đường dẫn đến việc trình bày một con đường sự phục vụ của một thành phố cũ, và lại xem đạo lý của mình là phù hợp một lý của mình. Đây là cái hình ảnh ví dụ, hình ảnh ví dụ giữa con đường đạo và con đường cổ xưa, và đây là về sự giác ngộ Đức Phật.
phạm lần học ai không khó có thể hiểu và khó có thể thấy. Vô ta giác giác ngộ dưới cội vô đề thì ngài đã nói rằng giáo pháp của ta đã chứng ngộ được là sự thâm sâu khó thấy khó lĩnh. Thì chỉ người cổ và say xưa chỉ của họ thật khó cho những người yêu thích tích cổ và say xưa nơi ở của họ để nhìn thấy mặt đất này. Mặt đất đó là cái pháp tùy thuộc phát sanh. Ai cũng biết chúng ta sinh ra cũng thành thầy, nhưng mà các pháp hiện khởi mà ngài đã chứng ngộ là khó thấy và khó hiểu. Vì sao? Có pháp nhân duyên trong cuộc đời mà họ tham đắm vào vị trí của mình, vị trí của một người là nơi mà người đó bị ra trong buộc mạnh đi. Là nhận được vị trí của mình, đó là duy nhất. Vị trí của một người là nơi đó đứng vững, và do đó mà người ta chụm lại mọi thứ dường như tách tích với những cái gì thuộc về ngã sở. Còn điểm này là thái độ của với thế giới, nó bao gồm mọi thứ nằm ở phía bên này của ranh giới ngăn cách bằng và nêu ra một cảm giác cố định, một sự chấp thủ và an toàn giữa một sự tồn tại bất cứ thứ gì mà cố định và an toàn. Mất nó một người có nghĩa là mọi thứ mà người ta trân trọng sẽ bị bao trùm bởi sự hỗn loạn. Sự tin cầu của Gautama khiến ngài từ bỏ thứ liên quan đến vị trí của mình, cả vua cha, quê hương, địa vị xã hội, vị trí trong hoàng tộc, niềm tin của ngài, cái niềm tin của ngài là điều phục thân tâm mình. Nhưng mà điều đó không giống như sự tục từ trị của ngài đã đến một mặt đất. Mặt đất này hoàn toàn không giống với mặt đất có vẻ vững chắc của một nơi để cứu trú. Đó là mặt đất ngọc thoáng qua mơ hồ, không thể đoán trước. Nó hấp dẫn và đáng sợ hãi được gọi là sự sống. Sự sống là một mặt đất không có căn cứ, nó xuất hiện không lâu rồi lại biến mất, chỉ để làm bản thân tan rã và lại biến và tan biến chạy không ngừng, giống như dòng sông mà Heraclita liệu là không ai có thể vượt qua hai lần, nếu bạn cố gắng nắm lấy nó mà mặt đất vô từ nay khó xử nở và hỗ trợ bằng theo một cách khác. Trong khi thể trọi buộc bằng ngăn thì mặt đất đã mở rộng cánh vàng. Nó không yên dù trong chốc lá và hỗ trợ bạn phải ở với nó theo một cách khác. Thay vì đứng vững trên đôi chân của bạn và giữ chặt bằng cả hai tay để an tâm vào vị trí của mình, thì đây bạn phải lùi qua bề mặt rất lòng lên quần dụng như là một con rùa chân dài, bởi vì dòng chảy nó như một con cá di chuyển nhanh. Guma đã so sánh trải nghiệm này với việc bước vào một dòng suối. Một Guma mang đến sự thấp tiếng là việc được kiến lạc ân, đạt được kiến lạc ân nghĩa là thừa hưởng những kiến thức sẵn có cao hơn nào đó. Ngài không dùng từ biệt và sự thật để mô tả nó. Ngài chỉ nói về việc giác ngộ với lý tùy thuộc phát sanh, lệnh tùy thuộc phát sanh. Và cái pháp này cho đến lúc đó, tới lúc đó đã bị đời sự chấp trước của ngài. Pháp này sự giác ngộ việc sẽ là ta biết ba một sự thay đổi chấn động trong
của bản thân, tập mối quan người với những người khác và với thế giới. Thay vì cung cấp cho Gautama một tập hợp câu hỏi đã có sẵn những câu trả lời lớn. Bắt đầu vào một mối mới với tính chất vô thường và tạm bợ, thay vì mơ tưởng về quá khứ hay là suy đoán về tương lai, người ta coi lại là thành quả của những gì đã có. Thì mầm mống của những gì sẽ có, mà không khuyến khích khởi hành đến một thời điểm vô tận ngay trong hiện tại, mà là một cuộc gặp gỡ với thế giới ngẫu nhiên khi nó sẵn. Có không gọt lời một cách tối ưu trên cơ sở không có căn cứ. Vậy ngài nói về chánh niệm như được đặt một nền tảng trong nơi thân thọ tâm cũng như là pháp chánh niệm là nhận thức y đang trải với việc để tôi qua trong màn khói mù mịt hoặc bị tấn công bởi những sự kiện mạnh liệt đến mức mà người ta phản ứng trước khi người ta có thời gian để suy nghĩ. Niềm tập trung hoàn toàn vào các việc cụ thể của trải nghiệm hàng ngày của con người, nó không liên quan đến bất cứ điều gì, sự việc hay thân nhân. Nó đóng vào điều chủ tâm quyền và đa cán bộ để cắt bỏ hội u của niềm tin siêu hình. Một nhà sư thở ra dài, Gautama nói vì ai biết tôi thở ra dài, thở vô ngắn vì ai biết tôi thở vô ngắn. Vì những gì đang xảy ra bên trong và xung quanh mình, Gautama giác ngộ trong biện pháp tùy thuộc bằng sanh giác ngộ của ngài không phải là kết quả của lý lực, mà là chánh niệm liên tục tập trung vào kết cấu trúc của kinh nghiệm. Nền tảng mà ngài đã đạt tới cũng bao gồm quan điểm mới về cuộc sống mở ra bên trong ngài thông qua việc phát triển quy luật của lý nhân duyên. Ngài chỉ tập sửa với những người tiếp thụ và say sưa với vị trí của họ cũng khó có thấy một cái đơn nhận bất thiện sang tương lai ăn một cái gì đó sâu thẳm bên trong của Gautama đại tương lai ngài đại thọ bị không phải theo kiểm quản đây của phá không sáu với ham muốn và nỗi sợ hãi mà nó gửi lên bên trong này sự an tình hiện hữu ở trong tâm của sự cầu triều trong thế giới này không bị phản xứ tại địa bàn. Con người giờ đây đã mở rộng với ngài để hòa nhập với thế giới từ góc độ của sự ly tham, của lòng từ bi và sự minh mẫn. Giác ngộ của ta nằm trong sự thấu triệt pháp duyên khởi. Ngài nói người nào tại duyên khởi sẽ tại pháp, người nào tại pháp sẽ tại duyên khởi. Ngài nhận ra rằng cả ngài và thế giới mà ngài đang sống dường như là những sự kiện linh hoạt ngẫu nhiên. Ngài sẵn cứ những sự sẽ xảy ra đáp vót. Ngài nói với người hầu đã đừng bận lòng về quá khứ, đừng nghĩ về tương lai. Ta sẽ dạy dù khi cái này có thì cái kia có, với sự phạt cái này kia phạt sẵn. Khi cái này không tồn tại thì cái kia không xảy ra, không tồn tại với sự chấm cái này thì cái kia sẽ chấm dứt. Siddhartha Gautama đã bác bỏ quan điểm cho rằng tự do hay sự giải thoát nằm ở việc có được tiếp cận với những ân huệ
vào một cội nguồn hay một nơi bất diệt là theo không phụ thuộc, cho dù nó được gọi là Atman hay là thần thần thánh, ý thức không tùy hay là tuyệt đối, tức là Brahman. Giải thoát đối với Gautama có nghĩa là lìa bỏ tham, sân và si. Hơn nữa, sự giải thoát đó được tìm thấy không phải bằng cách quay lưng về thế giới, mà bằng cách thâm nhập sâu vào một chỗ của duyên sinh. À, con trình bày xong tác phẩm của Steven. Xin mời bác Châu. Chào mô Phật, trò tác giả bác là rất lý thú. Dạ, một nhân vật, gọi là một nhân vật, có lẽ là mình phải có một đề tài về nhân vật này. Nhân này thì xin có nhiều người, có lẽ là những vị này chính là những gốc từ Phật giáo, nhưng mà có nhiều người coi ông Stefan Batchelor này không phải là người Phật giáo và cho rằng là ông ta là một cái người chống tôn giáo. Thành ra là khi mà phần trình bày vừa qua đó của sư cô Nguyên Hiền đó, chúng ta thấy rằng là có lẽ nó rất là phù hợp với chúng ta, đó là qua cái sự mà hiểu biết về cái giác ngộ của Đức Phật đó. Thì trò xin phép được chia sẻ tại sao trò nói là phần cái tiểu sử của ông Bachelor này rất là lý thú, là tại vì bây giờ đó thì coi như ông là một cư sĩ thôi, phải nói như thế, cho là như vậy. Nhưng mà ông là một người tu, ông đã từng đi tu và sau đó ông kết hôn với một tức là lúc đó là ông là một đó, ông thọ đại giới, mà sau đó là ông tức là sau đó ông và một Nico quyết định là bỏ áo và hai người kết hôn với nhau. Đó thì bây giờ cho tới giờ hai người vẫn còn chung sống với nhau. Đó là vì lý do là cái sự mà hiểu biết của ông về đạo chúng ta không thể coi thường được. Đó là cái tại sao trò nói rất là lý thú. Và ông tuân thủ hết tất cả những cái đời sống của Sơn Môn, đến khi mà ông không thấy những cái đời sống của Sơn Môn mà không còn gọi là nó là những cái trói buộc cho ông đó, thì thành ra là ông đồng ý là ông đi ra. Nhưng mà ông vẫn được công nhận là một cái người mà gọi là best seller đó, là một người mà có sách bán chạy nhất về Phật giáo, mà cái người Tây phương ngày hôm nay họ rất quý ông ở cái chỗ đó. Mà chúng ta thấy rằng qua cái phần trình bày của ông đó, ông một trong những cái là cái giác ngộ của Đức Phật nó không phải là một cái mà theo cái quan điểm thần thánh. Đó là cái một trong những cái mà làm cho mà Tây phương họ cảm thấy là đạo Phật rất là gần gũi. Đạo Phật tất cả chúng ta đều có thể giác ngộ như là Đức Phật vậy. Qua cái phần trình bày của ông Bachelor thì rõ ràng là trò thấy là tại sao trò nói là ông Bachelor là một nhân vật rất lý thú ở chỗ đó. Và chúng ta thấy rằng là ông không có đề cập tới những cái tạm là gì, những cái gì mà đụng chạm tới thần học, ông cố tình ông diễn giải bằng những cái ngôn ngữ của cái đời sống rất là bình thường. Đó là trò xin phép được chia sẻ cái phần mà cái sự trình bày giác ngộ của tác giả Bachelor này. Dạ. Thì có như khi mà chúng ta thấy là có rất là nhiều người, ngay cả mà trò thấy chính là cái người Phật giáo đó là lại là cái người phê phán ông nhiều nhất, cho ông này là con người ông này là một người chống đạo. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta đọc tất cả những cái việc trình bày của ông, chúng ta là một cái người mà học được và hiểu được đạo Phật, thì chúng ta thấy là ông trình bày phần giác ngộ rất là rõ ràng, và chúng ta thấy là có lẽ là cái giác ngộ đó là cái giác ngộ của Đức Phật mà chúng ta có thể, tức là con khi mà Đức Phật tuyên bố là
chúng ta là Phật của ông Bachelor này chúng làm cho chúng ta thấy nó rõ ràng hơn. Và đặc biệt một lần nữa cho cũng xin nhấn mạnh là ông Bachelor này đã thích, và sau đó là ông cùng với bà vợ đó là đầu tiên lên đó là bà này là cái người mà Pháp của là bà này là không rồi bà này là thọ cũng thọ đại giới 15, thì ông này ông lớn hơn trò hai ông Bachelor này đó, thì coi như là cái cuộc đời của ông là như vậy. Thì đó hai người vẫn tiếp tục, cả hai người vẫn tiếp tục truyền bá, gọi là đối với ấn tượng là cái đạo mà ngày hôm nay phù hợp hết sức với lại cái trình độ của thế giới ngày hôm nay đó, và thành ra là họ vẫn triển dương cái đạo Phật, chứ không phải là họ không có, hoàn toàn là không có nói là có một số người nói là ông này không đạt đó. Thì xin phép cho chia sẻ cái những sự kiện của ngài Bachelor này một phần. Dạ hay quá, cảm ơn bác Châu cung cấp thêm. Dạ đúng vậy, ông Stephen Batchelor này là ông là tu sĩ rồi, nhưng ông đôi đà đó, gọi ra đời đó, rồi ông cưới một cái bà người Pháp cũng là sư cô đó, bà sau này ông là tên là Martin Batchelor đó, là lấy cái tên của chồng đấy, tên Tây phương đó, truyền thống. Thì bà Martin Batchelor này cũng là một người viết sách về Phật giáo luôn, nhà thần học, không phải học giả mà chưa có bằng tiến sĩ, nhưng mà cũng là và thực tập, thành ra là bà viết cái cuốn mà The Spirit of the Buddha đó, Đại học Yale xuất bản đấy, mà cái cuốn mà có nói về cái vương quốc hay là cái bộ lạc mà Gotama mà sinh sống đó, là nó có khoảng 10 ngôi làng rồi đó, mà cái diện tích của nó thì 100, nó có khoảng 180.000 dân số đó, 180.000 người đó, nó dân số đông hơn thành phố Berkeley chỗ anh Vinh rồi bản học ngày xưa đó, Berkeley ở 120.000 bữa trước mình nói đó. Thì cái thông tin đó là do bà Martin Batchelor, là vợ của ông ấy, vợ của ông Stephen Batchelor này viết đó, trong cái cuốn mà The Spirit of the Buddha đó. Cuốn đó cũng rất là hay. Rồi thì cái cách ông trình bày thì nó dễ hiểu hương về giác ngộ của Đức Phật, và cũng như là họ lấy đi những hào quang bộ phép đi, thì cái, đó là cái cách mà cái người Phật giáo trong thế kỷ 20 rồi lại lấy đi những hào quang bộ phép đi về cuộc đời của Đức Phật, về sự sinh ra, sự chết đi và sự giác ngộ của Đức Phật. Thì đó là cái bức tranh chung, big picture của cái người viết trong cái thế kỷ 20 như này. Dạ, 20-21 thì đó là bức tranh chính, và cảm ơn bác Châu đã tâm sự chia sẻ. Dạ, rồi mời sư cô Nguyên Hiền mình qua tiếp cái bài thứ hai. Xin trình bày, đây là một vòng sách nằm trong tiểu thuyết Siddhartha của Herman Hesse. Thì phần này trên bay về cuộc đời của Siddhartha, là một người họ định học đạo về Đức Phật, nó không tên về Đức Phật và đầu tiên có sơ về tiểu sử của Herman Hesse. Thì Herman Hesse, cha của Herman Hesse là một mục sư nhà truyền giáo của người Đức. Và chưa thấy cái slide của cô, chưa thấy cái slide của cô. Dạ. Cái phần tác giả này con không có soạn trong slide. Dạ vâng. Con chỉ con nói sơ về mình hết là mặc dù cha mình là một mục sư, một nhà truyền giáo, nhưng mà mình hết thì không có đi theo cái nghiệp của cha. Ông lớn lên ở đâu vẫn nên giáo dục tôn giáo và tình
Di truyền đại sơn văn nhân sơn quang của nhà văn này có mình hai nghiệp thân học có mọi cái tu viện nơi mà xứ sau nhiều sau một lần là ông tận từ từ mà trải qua nhiều lần điều trị trong các bệnh viện ông chỉ một thời gian rồi cuốn sách là một năm 1999 ông thơ đầu tiên gọi là màng việc nghe nhà phê bình mà ít được cái tiếng tâm và cái tiểu thuyết tâm lãng mạn của ông là Peter Carmen sẽ là một sự thành công mang tính nghề nghiệp đầu tiên. Từ đó ông ấy toàn tâm toàn ý cho cái sự nghiệp sáng tác văn học chủ yếu là việc truyền truyền ngắn với những yếu tố mang tính tư thuộc. Ông còn đã kết hôn và có 3 người con. Ông đã nhận được giải Nobel về văn học. Ông ấy hết là một nhà văn nhà thơ rất là nổi tiếng và có nhiều tác phẩm biểu như là Anh Trinh Về Phương Đông thường được nghe hay là Câu Chuyện Dòng Sông của Câu Chuyện Dòng Sông mà viết lại vừa dịch viết lại theo cái nguyên tác Siddhartha là tác phẩm mà mình chuẩn bị trình bày rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Đây là nó trích từ một tiểu thuyết này nó có cũng nhẹ nhàng và mang tính văn chương nên con chỉ trên đây con giả vô của Đức Phật qua cuộc đối thoại giữa Siddhartha là một chính và Gautama. Gautama là Đức Phật của chúng ta. Thì nhân vật chính của cái tiểu thuyết này đó là Siddhartha và người bạn thân của mình là Govinda. Khi mà Đức Phật trước khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật ra đời là để xóa bỏ năm giai cấp phong xã hội Ấn Độ lúc 7 giờ và ngài tuyên bố là không có giai cấp trong một dòng máu cùng trong một dòng máu cùng đó và nước mắt cô màng lấy ngài tên ngài trận danh ngài nhận danh từ không thông dụng lúc đấy giờ là Sa Môn và Ba La Môn. Với ngài đi Sa Môn là người ly dục ly bất thuần pháp và Ba La Môn là người trị đại dịch từ tham sân si. Trong câu chuyện thì hai danh từ này thì giải cấp cuộc đời của Siddhartha lúc đầu rất là tùy tiện và rất là ngưỡng mộ. Cha của Siddhartha là một người Ba La Môn chuyên lễ tế tự tại cung thượng thánh tiền của con nên ông rất là mừng và hy vọng con của ông nó sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông. Nhưng mà Siddhartha lại là một người rất nổi loạn cho nên ông nghi ngờ tất cả các thủ tục cúng tế cổ truyền của Ba La Môn giáo như là tắm rửa để tại sạch tội lỗi và ông nghi ngờ luôn các kinh điển về đa bộ là cái uy quyền tổ thường trong Ba La Môn giáo. Siddhartha phản kháng lại tất cả các trật tự trong xã hội mà ông đang sống. Tóm lại Siddhartha là một biểu tượng của sự trong sạch của một mẫu người lý tưởng và gương mẫu, nhưng mà lòng luôn luôn khắc khoải vì chưa tìm ra được chân lý. Govinda thì trải lại, Govinda là người bạn thân với Siddhartha từ nhỏ, là người luôn tuân phục một trật tự sẵn có, hăm hở sống theo những điều thiện và không bao giờ nghĩ về cuộc đời. Govinda là cái bóng của Siddhartha, nhưng mà cũng có thể là một khía cạnh khác trong tâm hồn của Siddhartha. Siddhartha đã tu tiên và đến độ sống được trong cái phi ngã như có thể xuất hồn để nhập vào một con chim hoặc là mục đích là để quên đi cái bản ngã của mình trong nhất thời, hầu chống lại những khổ đau trong cuộc sống. Nhưng mà khi trở lại từ ngã của mình, đang vẫn băn khoăn, vẫn khắc khoải và vẫn
vẫn thoát khỏi, vẫn khổ đau về số phận có người. Đức Phật là vì cái quả trận của Siddhartha này giống là đã đe có, bởi vì khi xuất định thì con người vẫn bình thường đây với đầy đủ tham sân si, tức là đã không có thái độ phê phán đối với kiểu nhập định như vậy. Trận Siddhartha cũng phê phán kiểu nhập định của mình với tất cả các nghi lễ của ba và chân lý là những cái không thể truyền tiền với lễ nghi tế tự mà vẫn đó. Siddhartha xin phép cha đi theo một nhóm sa môn để tu khổ hạnh. Ông bảo với Govinda là người bạn thân của mình đó, điều cần thiết nhất là điều cần thiết nhất đáng tiếc nhất thì ta không thể học hỏi mà chỉ học được những điều phụ thuộc bên đề. Govinda rất là lo lắng khi thấy rằng mặc dù đã làm hết những thuộc hương vị của các sa môn nhưng mà Siddhartha vẫn giữ thái độ bất mãn với những sự đắc của mình, và Govinda không biết Siddhartha sẽ bỏ cái nhóm sa môn này lúc nào. Khi mà hai người bạn vô tám chỉ học hành và tu tập để trở thành một sa môn lý tưởng, bà của Đức Phật trên đường học nào hỏi luôn ngọng khi nơi mà ngài đang trú, và họ hỏi một người phụ nữ Trúc Lâm nơi mà Đức Phật đang trú. Tỉnh xã Trúc Lâm có chỗ rất là nhiều vì hành hương có thể chữa vô lượng, có chữa vô số các vị hành hương. Những người mà sẽ qua đêm ở đây để sáng mà ai kiếm không. Vào lúc mặt trời mọc thì họ ngạc nhiên khi thấy Đức Phật cùng với chư tăng đang đi khất thực. Khi nhìn thấy Đức Phật thì Siddhartha lập tức nhận ra. Siddhartha thấy Đức Phật lặng lẽ. Đức Phật lại đi dạng ngài vẫn chưa suy nghĩ, nét mặt bình an của ngài không sung sướng cũng không buồn khổ, ngài dường như là hiền nhiều nên cười trong tâm với một nụ cười kín đáo, không cả với nụ cười của một người bước đi bình an lặng lẽ. Ngài đáp y và đi bộ giống hệt các vị tỳ kheo khác, nhưng mà nét mặt ngài cùng bước chân của ngài cả nhìn xuống trầm lặng và cả đôi tay buông thả. Những ngón tay ngài đều nổi lên một niềm bình thản đầy đặn, không tìm kiếm gì, không học hỏi một cái gì cả. Mỗi ngón tay chịu một sự bình lặng liên tục, một ánh sáng không phai mờ, một niềm bình an bất khả tổn thương. Govinda rất hào hức, nhưng mà Siddhartha lại tỏ vẻ hoan nghi về vị thầy vĩ đại này. Nhưng mà khi mà nhìn tâm tụ vào Đức Phật thì Siddhartha lại nhận ra rằng chưa bao giờ Siddhartha tôn kính và yêu quý một người nào đến thế. Gautama giảng dạy giáo lý về khổ, nguồn gốc của khổ, con đường thoát khổ, và con đường thoát khỏi khổ đó chính là bát chánh đạo. Khi bài pháp thoại kết thúc, nhiều người đã xin xuất gia vào tăng đoàn, và Đức Phật đã chấp thuận bằng cách gọi tiếng là tỳ kheo cũng đã nghe rõ giáo pháp ta dạy, hãy gia nhập vào tòa đi trong sự thành thiền để chấm dứt mọi khổ đau. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì Govinda rất là vui mừng, đứng lên xin gia nhập tăng đoàn và tin chắc rằng Siddhartha cũng sẽ Govinda đã biết đi trước rồi một bước, tôi xin chúc lành cho bạn. Govinda đã oa khóc. Siddhartha nhìn Đức Phật chiêm ngưỡng từng dạng điều của ngài, một con người thành thiền cho đến từ đầu cho đến gót chân, nhưng mà chàng không xin ở lại để tu theo Phật. Sự ra đi của Siddhartha làm cho Govinda nghi ngờ về đạo pháp của Đức Phật, biết tâm lý của bạn mình, cho nên Siddhartha đã nói bạn yên tâm, làm sao tôi có thể tìm được quyết điểm trong lời dạy của ngài. Khi để quy nhà Đức Phật, thì Siddhartha đã hỏi Đức Phật ba điều. Nếu thế giới đã hoàn thiện trong mọi giây phút,
Thì tại sao phải cần đồ chúng sanh? Tại sao hiện tại không có ai thành Phật ngoài trừ Ngài? Điều cần học nhất là niệm bàn giải thoát mà Ngài đã chứng, sao không ai học được? Đức Phật là không trả lời, Ngài chỉ nói, ông bạn lý luận hay lắm, nhưng mà hãy cẩn thận trước sự khôn ngoan quá mức. Đạo lý của ta không phải đến để mà lý. Siddhartha đã nói với Đức Phật là hội đỉnh giác ngộ. Trước hết tôi rất là thán phục những điều mà Ngài dạy bảo, mọi sự đều được chứng minh đầy đủ rõ ràng. Ngài trình bày thế giới như một sợi dây xích liên tục không đứt đoạn, một sợi dây bất tuyệt nối liền với nhau bởi nhân và quả. Chưa bao giờ vũ trụ được trình bày rõ ràng như thế và chứng minh một cách khủng khiếp như thế. Chắc hẳn là một người Bà La Môn phải giật mình kinh hãi khi qua những lời dạy của Ngài. Họ nhìn thấy vũ trụ hoàn toàn bất tuyệt với nhau đến nỗi không có một lỗ hổng trong suốt như pha lê, không phụ thuộc mây rủi, không phụ thuộc thần linh. Thế giới tốt hay xấu, sự sống từ nó là đau khổ hay gọi là sự sống bất trắc hay không, điều này không quan trọng. Nhưng sự nhất thể của thế giới là tương quan, tương liên của mọi sự mọi vật, lớn nhỏ bao gồm nhau, sinh thành bao gồm trong hủy diệt. Những điều Ngài dạy thực sáng lạng và phân minh. Nhưng theo những lời dạy ấy, sự nhất định và liên tục hợp lý của mọi sự là có một chút qua cái hội nhỏ ấy, một cái gì là lần bỗng tuôn trào vào thế giới này, thế giới nhất thế này, một cái gì không có ở đây trước kia và không thể chứng minh hay chứng nghiệm được. Đấy là thuyết của Ngài về sự vươn lên trên thế giới, việc cứu độ. Với khe hở nhỏ này, tổ dạng đoàn bé bỏng ấy, dù sao thì luật vũ trụ duy nhất không tiên quảng hầu lại bị sụp đổ. Xin Ngài tha thử nếu tôi đưa ra sự đổi chất này. Lúc đó Đức Phật Trần trả lời với Siddhartha rằng, người đã khả nghe những lời dạy hỡi người thanh niên Bà La Môn, và thật quý họa là người đã nghĩ sâu xa về những lời ấy. Người đã tìm thấy một khuyết điểm, hãy nghĩ kỹ lại về điều đó. Ta chỉ khuyên người một người khao khát hiểu biết, hãy tránh xa dần quan điểm và sự xung đột của các danh từ. Quan điểm không có nghĩa gì, thể đẹp hay xấu, ngôn hay dài, và bất cứ ai cũng có thể chấp nhận hay bác bỏ. Giáo lý mà người đang nghe tuy vậy không phải là quan niệm của ta, và mục đích của nó không phải là để giải thích vũ trụ cho những người ham hiểu biết. Mục đích của nó hoàn toàn khác. Mục đích ấy là giải thoát khỏi khổ đau. Đấy là những gì mà Đức Cô Ram đã dạy, không có gì khác. Siddhartha đã trả lời lại với Cô Đàm rằng, có không một chút mảy may nghi ngờ Ngài, không một quan sát nào có nghi ngờ về Ngài là Phật đã đạt được mục tiêu và mục tiêu cao nhất mà hàng ngàn Bà La Môn và con trai của Bà La Môn đang hướng tới. Ngài đã tìm thấy sự giải thoát khỏi cái chết. Ngài đã đạt được điều đó trong hành trình tìm cầu chân lý trên con đường của riêng Ngài, thông qua suy nghĩ, thông qua thiền định, thông qua nhận thức, thông qua giác ngộ, thì không phải đạt được qua kiến thức. Và đó là suy nghĩ của con là Đức Thế Tôn, không ai có được sự giải thoát bằng các phương tiện giáo lý. Đức Thế Tôn, Ngài đã đạt được nhờ sự kiểm tin của chính Ngài và bằng con đường đi của chính Ngài, bằng suy tư, bằng thiền quán, bằng hiểu biết và trí tuệ. Ngài bảo không học được những gì từ lời giảng dạy, và bởi thế cần bạch nhìn giác ngộ. Con nghĩ rằng không ai tìm được giải thoát qua những lời chỉ giáo. Ngài không thể khởi động toàn giác truyền cho ai bằng danh từ và giáo lý những gì mà đã đến với Ngài trong giờ Ngài giác ngộ. Lời chỉ giáo của đấng giác ngộ bao hàm rất là nhiều, dạy rất nhiều, phải sống thế nào, phải tránh điều ác như thế nào. Nhưng có một điều mà giáo lý sáng sủa và giá trị ấy không chứa đựng, ấy là những gì huyền bí mà đấng giác ngộ đã chứng nghiệm. Ngài độc nhất giữa hàng trăm nghìn người khác,
Chính vì lẽ thế mà con phải ra đi con đường của riêng mình, không phải để tìm hiểu một lý thuyết tốt đẹp hơn mà vì con biết không có, nhưng để từ bỏ tất cả lý thuyết và thầy dạy để tự mình đạt đến đích hay là con sẽ chết. Con sẽ luôn luôn nhớ lại hôm nay hỡi đấng toàn giác và giờ này khi mà mắt con được chiêm ngưỡng một bậc thánh nhân. Chọn lại thì quá là trên để chúng ta tha một cả của chúng ta. Dạo nào khác sẽ ta ai đã vô vị ta xuất gia theo Phật tam nay sẽ không thất tha một giải trạng cao hơn ngài đã cửa khỏi ta biết theo ngài về bản ngã đã chẳng được tâm nhưng mà ngài bên này con xin phép tha tội dạy mình chào ngài xin cô Loan có nghe gì không? Phó Cẩn dạ, không? Con được rồi. Phó Cẩn không nghe được. Dạ, con thưa thầy là sư cô đã trình bày xong bài rồi ạ. Ừ, khi nãy giờ nó bị tắt một cái. Dạ. Cô không để cái slide cuối cùng. Để slide 31 làm gì? Dạ. Rồi xin mời mọi người cho tràng pháo tay, thả tim.
Trọng cảm ơn sư cô đã thuyết trình. Thế các bạn thấy cái nhà thần học này không phải là học giả thì họ viết như thế nào? Họ bàn về sự giác ngộ của Gautama, nó gọi là tất đa này là sao? Mời Bác Châu. Dạ, mô Phật. Thực sự là nếu mà mình Postman Hess là một tác giả, thầy có nhắc tới ông như là một nhà thần học, thế giới không xem như thầy là một nhà thần học. Không biết tại sao lại máy lại có echo. À vâng, chắc là bên dạ. Thì thật sự là cái tác phẩm của phải nói đây là một cái tác phẩm văn học. Thì thật sự là trò biết cái tác phẩm này từ hồi còn thời còn trai trẻ cơ. Nhưng mà thật sự là lúc đó thấy đọc cái tác phẩm này có một cái kinh nghiệm về cảm giác ở văn chương hơn là cái sự hiểu biết về tôn giáo. Lúc đó, dạ, đó là cái xin trình bày. Nhưng mà thật sự sau này đó, khi đọc lại những tác phẩm này, phải nói là cho tới ngay cả bây giờ trò cũng vẫn muốn đọc lại, và mỗi lần như vậy đọc vào tất cả những cái phần mà trình bày của sư cô đó, thì chúng ta thấy được đó là lý do tại sao mà cái tác phẩm này ra đời cũng là không biết là cũng gần tới cả trăm năm rồi không ạ? Năm chục năm đấy. 50 năm hả thầy? Lâu lắm rồi. Dạ vâng, hình như hơn thầy ạ. À, có lẽ cũng hơn đó. Dạ có thể đấy. Dạ vâng, thì nhưng mà tại sao 100 năm rồi đó thầy, quyển này hơn 100 năm rồi. Và tác phẩm này ra đời năm 1922. Đúng rồi, vậy là năm nay là 100 năm là thầy trình bày lại cái tác phẩm này. Giờ đừng coi lại. Thì một tác phẩm rất là mỏng. Và rồi hình như là sư cô Trí Hải dịch quyển này cho sang tiếng Việt, dịch là Câu Chuyện Dòng Sông. Thì lúc đó là trò đầu tiên là trò ra đời, trò đọc bản dịch thôi. Thì sau này mình có dịp đọc lại bản bằng tiếng Anh. Thì trong năm luôn đấy, năm 1922 đấy. Dạ vâng, đúng rồi, là đúng năm nay là 100 năm của tác phẩm rồi đó. Nhưng mà thật sự khi mà đọc ngay cả bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn mà thấy là ngay cả ngôn ngữ cũng rất là hiện đại, nó không có chết với lại cái thời gian, mặc dù thời gian ngày hôm nay ra rất là nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau, những cái về mặt từ vựng này nó cũng khác. Nhưng mà rõ ràng qua cái tác phẩm này đó thì trò có một cái kết luận chỗ này, tức là nó trở lại với lại cái lời giảng của Đức Phật khi ngài gặp những người Kamala đó, tức là ngay cả những cái lời không tin bất kỳ vào những cái lời của ngay cả những vị đạo sư, dù đó những vị là chân tiến như thế nào, nhưng mà khi mà bạn không có đem vào được trong chính cuộc sống của bạn để bạn trải nghiệm, thì không bao giờ bạn thấy được cái giác ngộ đó là cái gì hết. Đó là cái trò thấy được trong cái kết luận của chỗ này. Tức là đối với ông Hermann Hesse này, tác giả Hermann Hesse này, ông trình bày cái điều là cái quan trọng nhất là cái vấn đề mà ta phải chứng nghiệm cái đạo của chính ta, tức là cái Phật của mỗi người, nó có cái Phật đó mà không ai giải quyết cho ai cả. Đó là trường hợp đó mà tại sao mà người bạn Godinba thì đi theo, nhưng mà chính bản thân ông Siddhartha này ông lại không đi theo. Nhưng mà ông vật vã với tất cả những cái ham muốn, vẫn còn dục vọng, vẫn còn đầy đủ hết tất cả. Nhưng mà đó là kết luận cái cuối cùng, cho đến cái tận cùng của cái giác ngộ của ông đó. Tức là nó là cái giác ngộ của ông là một cái gọi là, nếu mà mình có thể nhìn thấy như tác giả trình bày đây, nó có là một cái gì hết sức là bình thường. Đó là một lần nữa chúng ta thấy rằng là
qua cái phần trình bày của một tác giả của khoảng 100 năm trước ở một xã hội phương Tây, mà ông đo lồng được vào cái tư tưởng, cái ý kiến của cái trong đó. Khi mà ta đọc cái tác phẩm này đó, thì ông là cũng đã, chúng ta thấy nó có cả những cái kinh nghiệm về thần học của bên Tin Lành, những cái kinh nghiệm, cái trình bày về cái cuộc sống của thật sự là cái người, cái nhân vật Siddhartha mà trình bày đây đó, chúng ta sẽ thấy có khác với lại một cái cá nhân của một cái người Ấn Độ. Cái vị trí của cái nhân vật Siddhartha trong tác phẩm của Himahesh này đó, nó gần gũi với một cái người mà có cái tư tưởng mà cá nhân vị kỷ của người phương Tây hơn là của một người Ấn Độ vào cái giai đoạn đó. Tuy nhiên là chúng ta thấy là ông lồng vào cái tư tưởng của cái giác ngộ của Đức Phật đó. Và ông cho rằng là cái nhân vật Siddhartha này, tức là trên cái con đường mà tìm ra được cái ý nghĩa thực nhất của cái giác ngộ mà ông nghe được từ Đức Cầu Đàm đó, chính là cái giá trị đó, chính là cái giá trị ông phải tìm ra. Đó, tức là ông phải tìm ra, thành ra ông đem ông giới thiệu một cái gọi là cái tư tưởng về mặt giác ngộ. Mà cho trò thấy một nó có một cái hay chỗ này này. Tức là cái giác ngộ của Đức Phật được trình bày bởi tác giả Hermann Hesse, nó không có phải là cái giác ngộ mà tất cả mọi người chúng ta sẽ giác ngộ giống như vậy. Cậu xin phép được chia sẻ kinh nghiệm, tức là đó là có là từng mỗi cá nhân sẽ tự tìm lại lấy được cái ý nghĩa của sự giác ngộ, mà cái hình ảnh giác ngộ của Đức Phật như Đức Phật trình bày trong cái tiểu thuyết này, khi mà gặp Siddhartha đó, đó là lý do tại sao mà bản thân Siddhartha, nhân vật Siddhartha trong cái tác phẩm này, ngài nói là mặc dù khi thấy Godiva thấy được cái hay mà đi theo, thì ông có phán, ông có nói một câu như vậy: ông không tìm thấy một cái điều gì dở khi mà nghe Đức Phật nói hết, nhưng mà ông cảm thấy rằng là cái ông phải tiếp tục đi theo cái con đường của ông. Đó là cái sự trình bày ngộ của ông Hermann Hesse, của tác giả Hermann Hesse trong cái phần này. Tức là chúng ta thấy rằng là một lần nữa trở lại là tác giả không có nói về cái sự giác ngộ theo những cái sự biết qua. Đặc biệt cái hay ở cái chỗ này, tức là ông Hermann Hesse là ảnh hưởng rất lớn về những cái truyền thống tôn giáo của Tây Phương đó, nhưng mà khi mà đưa vào trong cái vai vị trí của Đức Phật, và ông Siddhartha, nhân vật Siddhartha mình tạm dùng như vậy đi, tức là cái hình bóng của cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, chứ không bằng cái lý thuyết suông. Cái lý thuyết suông chính là cái lời của Đức Phật nói cho ông Godiva và nhân vật Godiva và nhân vật Siddhartha này. Nhưng mà rõ ràng là khi mà tác giả Hermann Hesse trình bày qua cái tác phẩm này, giúp cho chúng ta được cái cơ hội mà thiền quán lại cái con đường mà tu học của chúng ta, và chúng ta hiểu được là cái sự giác ngộ của Phật nó không phải là như là những cái trong những kinh điển Nikaya mà nói về sự giác ngộ hết sức gọi là thần thánh của Đức Phật. Một Phật cho xin phép được chia sẻ. Dạ, hay quá, cảm ơn ông rất nhiều. Chắc là cái ông Hermann Hesse này là ông là một trong những cái học giả giải Nobel hiếm hoi mà viết sách về cuộc đời Đức Phật đó chứ. Thành ra nó nổi tiếng ở Việt Nam cái cuốn này từ lâu, và đúng là trăm năm rồi đó, cho nói đúng là trăm năm rồi từ cái cuốn này nó ra đời đến giờ. Nhưng 50 năm rồi, tức là sau đó 50 năm thì người ta dựng lên phim để phỏng tác lên cuốn này, thì để họ dựng lên bộ phim để cũng chỉ là thôi. Và sau đó cái bộ phim nó cũng tiếp tục một lần nữa sau 40 năm nữa, tức 2003 đó, cỡ 2003, tức là cách đây là 20 năm cũng có bộ phim nữa. Về tất nhiên sau đó có nhiều phim về cuộc đời Đức Phật, nhưng mà hai bộ phim nó
dựa lên cuốn này, và ông ấy viết với cái tư cách là giống như văn chương. Ông ấy cố gắng trình bày về cái xung quanh cái giác ngộ nhìn từ cái giống như khá là bên ngoài. Đây là một cái tác phẩm văn chương, nó cũng nói về cái chuyện giác ngộ. Mình không biết được rõ là Gautama đã giác ngộ như thế nào, nhưng mà mình cố gắng mình truy cầu từ những cái tài liệu đó các bạn. Thì tới hôm nay là chúng ta đã tạm xong những cái phần mà chúng ta cố gắng trình bày về sự giác ngộ của Gautama rồi. Thì tuần sau chúng ta tới cái chuyện mà sau khi giác ngộ rồi là Phật cũng ngần ngừ muốn đi thuyết pháp mà muốn không muốn, thì Phạm Thiên đã hiện ra, thì cái bài đó là sẽ có ý nghĩa như thế nào, thì cô Loan cô ấy sẽ trình bày vì sao mà Phạm Thiên hiện ra được cái lúc đó, tức là ngay sau khi giác ngộ này. Rồi sau đó thì trình bày tiếp về thẩm mỹ học, thì là được mô tả có một sự discrepancy, một cái sự chênh lệch giữa mô tả về vẻ đẹp của Đức Phật, một cái khoảng cách, một khoảng trống trong một số kinh như kinh Trung Bộ. Mạnh Vinh cũng có gửi có cẩn thêm là Đức Phật cũng khá là bình thường, nhưng mà trong một số tài liệu sau này thì ngài rất là đẹp, đẹp bậc nhất thế gian luôn. Thành ra là chúng ta sẽ bàn về thẩm mỹ học tiếp, rồi sau đó là mình bàn thêm cô Phương cô sẽ thuyết trình về chuyện thẩm mỹ học đó, và bà tiếp thì ba hai tướng tốt rồi thêm cô Trinh của bạn thêm. Dạ dạ rồi, các bạn có tâm sự chia sẻ gì nữa không? Mời các bạn, trước hết là cũng cho một quả tim, thả tim vỗ tay cho cô Loan thêm lần nữa, cô sư cô Nguyên Hiền lần nữa, rất là trân quý. Rồi các bạn không có gì nữa thì giờ cũng sắp hết giờ, là một trong những lần hiếm hoi mình nghỉ trước 10 phút, nghỉ sớm chút đi, hôm nay nghỉ sớm chút ha. Mô Phật cho xin phép được chia sẻ. Mời bác. Bây giờ nó có cái và thưa cái tin mới nhất thì cho xin phép được chia sẻ để mà chư vị cũng nắm thêm được. Cái tin mới nhất là cái tin của ngày hôm nay là giờ bên California, tức là mới ngày 2 thôi, bên Việt Nam ngày 3 rồi. Nhưng mà ngày mùng 1 đó, ngày 1 tháng 7 đó, thì cái tin ở trên cái AP News nó có cái tin. Tức là hôm trước đó, khi mà trình bày về cuộc đời Đức Phật đó, chúng ta đã có nhắc đến một trong những cái tôn giáo mà gọi là tôn giáo đầu tiên đó, của thế giới đó, là Zoroastrian, tức là cái người chúng ta gọi là cái người bái hỏa giáo đó, người tin thờ đạo thờ thần lửa đó. Mà những vị nào mà có đọc những cái câu chuyện của ông Kim Dung đó, trong những chuyện mà ỷ thiên đồ long kiếm đó, là ông nhắc tới cái đạo này. Mà cái đạo này là một trong những đạo lớn mà có thể nói là thoát, tức là cái nguồn gốc của những đạo độc thần trên thế giới đó, là đạo thiên múa này, tức là nó có trước trên mặt thì nào có nó trải dài hết tất cả các địa của bên Ba Tư Ấn Độ, Iran, họ vẫn còn có cái đền thờ mà cho rằng là cái ngọn lửa ở đó từ nghìn năm đó. Chúng ta bây giờ ngày hôm nay chúng ta cũng dễ hiểu thôi, nếu nó là cái nguồn mà từ trong cái lòng đất, mà nguồn Phật giáo Việt Nam có lẽ là cái ngày huy hoàng cũng chưa có được như là cái bái hỏa giáo này đâu. Đó là một cái tin như thế để mà chúng ta thấy là cái thành trụ hoại không theo cái tinh thần của Phật giáo chúng ta. Đó là một cái tin rất là mới. Cái tin thứ hai, tức là trò xin phép được chia sẻ, tức là Việt Nam mình đó, tức là bên thầy Tuệ Sĩ có ra một cái quyển khá là lý thú, tức là một cái quyển mà thầy viết về nghiệp. Và sau khi thầy viết về nghiệp xong đó, là có một vị ở bên California này,
mà không cho bữa nay tiếc là không có bạn Vinh, vì tức là vị này đó thì ông là ông tạm thời bây giờ gọi đi, tức là ông có một cái người cũng đã từng về Việt Nam và có nói chuyện tại nhiều nơi khác nhau, nhưng mà ông thì ông nặng về vấn đề triết học, ông đang làm tạm gọi là chủ nhiệm của cái khoa triết của cái trường college của San Jose. Thì ông đặt một cái vấn đề là cần một cái chuyển luân thứ năm cho Phật giáo. Tuy nhiên sau khi trò đọc cái bài đó xong đó thì cho thấy rằng là thật sự là cái bài đó đó, khi mà mình nói cái chữ chuyển luân thứ năm đó, đó thì chúng ta cần cho thấy là cái đó là cái vấn đề của Phật giáo Việt Nam hơn là của Phật giáo thế giới. Tại vì Phật giáo thế giới, đặc biệt chẳng hạn cho nhìn thấy Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Đài Loan hay là Phật giáo Nhật Bản chẳng hạn, họ không gặp vấn đề đó. Tức là cái giới của cái Phật giáo đó nó rất là chúng ta thấy rằng là cái con đường của xưa đó, mặc dù sau này đó thì trò phải có cái nhận xét là sau này cái mảng dấn thân của sư ông nó hết sức là bị giới hạn, trò không hiểu là có thể có nhiều cái lý do khách quan làm hạn chế cái việc đó. Tuy nhiên là trò cũng xin phép được chia sẻ cái tin tức đó để cho chúng ta thấy rằng là rất là nhiều vị thiện tri thức chế được những khó khăn của Phật giáo Việt Nam, thành ra chúng ta phải hết sức là cẩn trọng đó. Và trò một lần nữa để xin phép là tán thán thầy Pháp Cần, thì trò thấy là nếu mà chúng ta đi theo con đường cũng chúng ta đang đi như thế này, thì và nếu mà chúng ta nhân rộng được cái mô hình học tập như thế này, và không phải chỉ có giới hạn ở trong cái việc học tập này không thôi, vì trò cũng có vào trang của thầy Pháp Cần, thấy thầy cũng có làm những cái công việc đó, chẳng hạn như công việc từ thiện này nọ đó, thì mong rằng là tất cả chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường học một cách trong sáng này, tiếp tục gọi là dấn thân vào việc mà gọi là vì không có nghĩ gì. Nhưng mà cho thấy là vừa trong tuần qua đó, cái lúc từ cái buổi học bữa trước và bữa này, trò nhận được hai cái tin mà trò học được và trò xin phép được thông tin lại, thông tri lại cho toàn bộ chư vị ở đây. Dạ. Phật. Anh thấy cứ thả tim thôi mà không thấy, phải mai anh là phải học, phải nói. Phải để cho cái đầu nhầm, mình cái tạm gọi là cái mình kiểu hiểu biết của mình đó, đừng là mình hiểu sai, là mình không sửa sai đó, tức là cái không dám sửa sai rất nguy hiểm, biết là sai mà cứ nhắm mắt đi thì nguy hiểm, nhưng mà cái sai của mình đó rồi sau đó mình sửa thì đó là chứ tu là như vậy, tu là sửa, hành là hành động thôi, mình sửa, mình biết là cái sai mà mình sửa thôi, tu tập cũng thế, tu là sửa tập, nhưng mà sau khi biết cái sai rồi không phải sửa ngay được đâu, khó lắm. Thành ra là ví dụ chẳng sau qua khi mà qua học xong cái lớp này xong, chúng ta thấy là có những điều chúng ta hiểu biết hơn những người khác, nhưng mà chúng ta có cái can đảm để chúng ta nói điều đó với những các bạn đạo khác mà chúng ta gặp gỡ hay không, hay là mình thấy người ta tin những cái mà mô Phật, mình phải nói là nó không có đi đâu vào đâu với cái sự hiểu biết của chúng ta mà chúng ta không dám nói, không biết nói thế nào đó, thì nhớ là như vậy thôi, tức là phải có cái sự gọi, nhớ là như vậy nhé. Đức Thích Ca chúng ta, Đức Cồ Đàm đó,
Ngài đi khất thực cho đến ngày cuối cuộc đời. Và đặc biệt trong cái phần mà trình bày của bà Karen Armstrong đó, có một cái chi tiết rất là lý thú, là bà có trình bày một cái nghi vấn là Đức Phật bị đầu độc. Và khi mà tôi đọc đến cái chi tiết đó, tôi rất là thán phục bà này. Mặc dù nó là một cái nghi vấn thôi, nhưng mà chúng ta thấy như thế này, Đức Phật là một người mà thấy được những cái sai trái của xã hội. Ngài muốn thay đổi cái xã hội, Ngài muốn sửa cái xã hội bằng cái lòng từ bi của Ngài. Ngài đi mà, Ngài tiếp tục giống như thầy Pháp Cảnh có nói đó. Có những khi mà đi xuất thực đâu có phải chỗ nào người ta cũng thuận, người ta cho mình đâu. Nhưng mà Ngài tiếp tục, Ngài đi. Và một trong những chi tiết đó là chúng ta biết là cái thời đó là của cái thời, cái tuổi thọ con người thấp lắm, không có cao. Mà Đức Phật 60 tuổi là cao lắm, Ngài gọi là không phải đâu. Cái điều kiện lúc đó, chúng ta thấy cái thời tôi, thời chư vị bây giờ nè, cái thời tôi đó, lúc tôi sinh ra đời đó mà các người 60 tuổi cái còn cụ hết rồi. Bây giờ chúng ta thấy là 60 tuổi là còn trẻ. Nhưng mà cái thời tôi là như vậy, thì thời Đức Phật như vậy tôi cũng nghĩ là có lẽ đúng đó. Người ta thấy sao cái ông Cổ Đàm này ông sống lâu quá đi. Và những cái người người ta thấy ông sống nó có ảnh hưởng tới cái quyền lợi của người ta đó. Thế là có thể là vì vậy mà người ta thôi nói để cho ông đi luôn đó. Đó là một cái dự án gọi là trong đó là trong... Bà Armstrong bà không có nói sâu xa như tôi, nhưng mà bà có nói tới cái chuyện là tức là coi như là cái chi tiết mà sau khi Đức Phật ăn cái chén cháo đầu tiên xong, Ngài biết là trong đó có cái gì và Ngài nói không ai được quyền đụng tới cái chén cháo đó nữa. Thành ra đó là lý do mà tôi có làm trong đó bà có đề cập cái âm mưu, có thể là âm mưu tập thể mà để đầu độc Ngài. Thành ra chúng ta thấy rằng là thành ra là để nói cái câu chuyện nó ra không phải là để chơi, mà để nói rằng là cái tinh thần dẫn thân á, mà tôi nói là chắc là thầy Pháp Cần hôm nào sẽ nói thêm, tức là cái tinh thần Bồ Tát đạo đó trong lý luận của Phật hay nói cái chuyện là sau khi thành Phật rồi lại thể hiện lại thành một Bồ Tát để mà giúp cái người cho tới tận cùng, hay chẳng hạn qua cái danh xưng của đưa Đức Địa Tạng Vương chẳng hạn, Ngài nói Ngài sẽ thành Phật khi nào mà trên thế gian này không còn người cái người mà khổ ải nữa, ví dụ dạng như vậy. Thì đó cái tinh thần thôi diễn tả như vậy để chúng ta biết rằng là chúng ta phải dẫn thân đó, mô Phật trò cũng có vào trang của thầy Pháp Cảnh đó, thấy thầy làm nhiều việc lắm. Mô Phật thấy không, vừa rồi thầy có chia sẻ một cái rất là vui, tức là thầy nói về vấn đề âm nhạc đó, biết là thầy Pháp Cảnh rất là giỏi, nhưng mà thầy ơi cái nhạc nó cũng nguy hiểm lắm đó thầy, làm cái khi mà thầy kiếm được một ca sĩ nào mà giỏi coi chừng. Thành ra trong Nam Tông họ cũng gắng cho có một số kỳ mê mê kỳ khiếp lắm, chứ không phải đùa đâu. Cảm ơn được chia sẻ thêm một chút. Dạ, cảm ơn Bác Châu. Và lớp chúng ta thì có một cái cái âm nhạc nó có cả ngưỡng bỏ chục năm đây rồi, và đã ghi là những ước mơ gian dở lỡ làng thôi. Lâu rồi không hát, mặc dù là đợt rồi, vừa mới tuần rồi đó, mới kỷ niệm 40 năm ở làng Mai ở bên Pháp, đó là kỷ niệm 40 năm thành lập làng Mai ở bên Pháp đó, thì có trình bày âm nhạc, biểu diễn âm nhạc, và có 40 năm qua là làng Mai có hàng ngàn bản nhạc thiền ca đồ này kia, nhưng mà chọn ra vài bài đặc sắc thôi, mà có cái bài của Pháp Cẩn, bài thầy mãi cùng con mơ giấc đại đồng đó. Thành ra Pháp Cẩn cũng rất là hạnh phúc được bản nhạc được trình. Nam mô Phật. Nhân cái dịp đó, không biết đây coi cũng tất cả mình cũng trong nội, thì có một số người mà làm cho trò cũng có một cái nhận xét đó thầy, có lẽ họ so sánh cũng đúng. Họ nói là cái con đường làng Mai sau này đó, hay là bên tu bên sư ông đó, có vẻ thiên về cái nó gần giống như là bên các nhà thờ họ làm đó thầy. Đó là một trong những cái mà khi mà trò nghe như vậy trò cảm thấy cũng không có được dễ chịu cho lắm đó, tức là thật sự
không biết sao phải suy nghĩ sao, nhưng mà đó là tại vì thầy vừa thầy Pháp Cận vừa trình bày như vậy thì trò cũng thấy và hình như họ có cái so sánh cũng đúng đúng chứ cũng đúng gì. Vậy lần mai là học về bên nhà thờ xưa là tăng lên mỏ trống, nhưng tới một thời mà có đủ cái lượng người xuất gia mà họ biết chơi nhạc cụ rồi là thiền sư quay lại là bảo xài nhạc cụ Tây phương, là piano với lại đàn guitar rồi đấy. Thì những cái đó nó mình viết ra những cái nốt nhạc bằng cái kiểu đó là nó lưu truyền lại sau nó dễ hơn, là những cái cách kiểu tăng lên bỏ trống nó không có, nó khó lưu truyền lại sau đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và cái nữa là theo thiền sư thì bây giờ âm nhạc là một trong bảy loại hình nghệ thuật, mà mình cứ đi phản lại với lại nghệ thuật nhân loại, hoặc là mình chống lại với khoa học, mình chống lại nghệ thuật thì mình sẽ không có tốt. Thay vì vậy mình đi lên cái con sóng đó. Và cái âm nhạc làng Mai gọi là thiền ca là nó là không có những cái chất liệu như kiểu nhạc Trịnh Công Sơn là quá nhiều đau khổ, quá nhiều rên rỉ đau buồn và tưới tẩm những hạt giống xấu vào trong người là không có tốt. Thay vì đó là mình hát nhưng mà gọi là tưới tẩm hạt giống tốt, thì mình gọi là những bài hát thiền ca chánh niệm mindful songs, thì những cái bài hát thương yêu hiểu biết an lạc hạnh phúc bây giờ tỉnh thức, thì nó sẽ vun bồi cái tâm thức của mình. Vì thiền sư là một cái nhà tâm lý học đại tài nên họ biết như vậy, còn rất là nhiều vị thiền sư khác họ không có rành về tâm lý học, thành ra là họ không có biết cái cách tưới tẩm những hạt giống tốt bằng âm nhạc vào tâm thức. Thực ra là những cái chuyện này nó cũng không có gì mới, và hàng ngàn năm trước ở bên đạo Phật Bắc Tông đã có cái khái niệm là diệu âm, Bồ Tát diệu âm đem âm nhạc chuyên chở giải thoát độ tới cho loài người rồi. Thành ra là bên Bắc Tông đã làm cuộc cách mạng về âm nhạc rồi, và cuộc cách mạng này cần được tiếp tục, thiền sư nhất hạnh làm tiếp tục là chuyển sang nhạc cụ Tây phương với ngôn ngữ và tiếng Anh tiếng Pháp rồi Tây phương. Thì cái chuyện đó thì cũng là tiếp nối các vị tổ sư trước của Phật giáo thôi, chứ cũng không có gì ghê gớm. Cái này cũng là cái chia sẻ riêng thôi, cho cũng xin chia sẻ riêng. Tức là thật sự là sức mạnh của nhạc kinh khủng lắm, trò đã kinh nghiệm cái đó rồi. Thành ra là cho tới ngày hôm nay đó thì trò có cái quan sát về tăng thân làng Mai chơi nhạc thì rõ ràng là chưa thấy vướng cái đó. Nhưng mà trò biết rằng là khi mà đem ra ngoài đó, bây giờ trò không nói bên trong xuất sĩ mà trò nói bên tăng thân đó, thì cái sự bây giờ trò tạm dùng cái chữ gọi là mê mẩn đi. Tại vì nếu mà anh không mê, anh không bao giờ chơi hay được. Đúng. Đó là cái nguy hiểm đó, là mà lý do mà khi mà trò có những cái kinh nghiệm với âm nhạc rồi cuối cùng trò phải tìm hiểu lý do tại sao bên Nam Tông họ cấm chơi và cấm nghe luôn, cấm tham dự luôn, là tại vì tức là đã có cái kinh nghiệm về cái sự mê mẩn trong đó, chứ không phải là bình thường. Trò xin phép được chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy thôi, chứ còn cho hôm đến hôm nay thì thấy là tất cả bên xuất sĩ ở bên tăng thân đó thì thấy không chưa có vấn đề, phải nói như vậy. Trời, thầy Pháp Cận chơi nhạc thầy biết rồi, tại vì đã gọi là nghệ sĩ, anh không để cái tâm hồn mình nó ra khỏi cái thực tại đó thì không bao giờ hay được. Tác phẩm văn chương mà không ra khỏi thực tại là không bao giờ hay được. Thực ra thì theo thiền sư Nhất Hạnh thì nó một cái con người hạnh phúc thì phải có 3 yếu tố, đó là tu sĩ, chiến sĩ và nghệ sĩ. Tu sĩ thì đúng rồi, nhưng mà cái người xuất gia hay tại gia họ đều phải nên có 3 cái yếu tố đó. Chiến sĩ là mình tọa bồ đề tòa đại phá ma quân, mình đấu tranh với lại con ma ở trong tâm thức mình, tham sân si thêm và ngoại cảnh. Nhưng mà mình phải có cái chất liệu của nghệ sĩ để có thể ngồi an lạc thưởng thức một ngụm trà giữa một bầu trời mây nhấp nhô rất là đẹp như thế, hoặc là cái mùa hạ như thế dưới trăng khuyên đã gọi hè đẹp như thế mà mình không có thưởng thức cái mùa hạ đẹp như hôm nay thì tiếc quá. Cuộc đời nó sẽ trôi qua trong vô thường quên lãng, thành ra cũng cần phải có cái yếu tố đó nữa. Nhưng mà như đã nói là mình muốn đi xa thì kiền nó phải 3 chân, nó phải quân bình giữa 3 cái yếu tố đó, còn nếu không thì nó sẽ không đi xa được. Và cái nữa là hình như có một lần có một người nào đó chuyển tiền vào cho Pháp Cẩn 5 đô mà ghi châu trần gọi gieo,
mà sau đó Pháp Cẩn đăng lên bài trên Facebook hai lần không biết đó là ai, mà bây giờ cũng nhân tiện cũng nhớ luôn, không phải không biết có phải là Bắc Châu Bắc chuyển không, chuyển thử thì thầy coi như không phải đi thầy cho nó dễ, coi như không phải đi, và kêu hai lần không biết ai luôn. Rồi hôm nay thấy cô Mai Anh cô cười, cô có tâm sự chia sẻ gì về cái bài hôm nay không? Buổi hôm nay thì con mới nghe đoạn cuối thôi ạ. Đoạn cuối cũng có thú vị của đoạn cuối. Con chưa có tâm sự gì chia sẻ với hôm nay ạ. Dạ vâng. Thì sau khi đúng rồi, sau này cái sư cô Tuệ Trung á, tuần tới là cô Tuệ Trung của thuyết trình trước về cái và tâm minh trong cái nhìn có lăng kính Phật học đương hiện đại của Buddha Dasa, ông bàn về tâm minh như thế nào. Rồi sau đó cô Loan cổ bàn về chư thiên hiện ra ra sao. Rồi tới cô Phương cổ bàn về thẩm mỹ học Phật đẹp như thế nào, và có một cái khoảng cách giữa kinh Nikaya và những cái bộ sau này thì cũng rất là thú vị. Quay lại cái câu cuối nữa, bác nói là cái chuyện mà cái giả thiết mà Đức Phật bị đầu độc đó là bây giờ giới quân sự ở bên thế giới họ họ đi về hướng đó khá nhiều. Giới quân sự họ nghiên cứu, họ thấy cuộc đời của Phật Thích Ca hay là của Mahavira đều là con dòng dõi chiến sĩ mà. Thành ra được từ ngay từ nhỏ đã được huấn luyện và cưỡi ngựa bắn cung rồi, rất là tốt rồi, cái dòng đấu sĩ mà. Thì chắc để lợi đó, thì và thành ra là được huấn luyện để giống như là một trong những cái trụ cột lãnh đạo của đất nước sau này rồi, nhưng mà có thể ông bị đầu độc đó. Thì cái giả thiết đó của giới quân đội lớp chúng ta rồi sẽ học, nhưng mà không biết có học kịp hay không, là tại vì Pháp Cẩn cũng hơi bận, thành ra bây giờ đang có một cái dự án là dịch những cái tác phẩm hàng lâm, ví dụ như là đạo đức học Phật giáo UC Berkeley, một trong những cái trường tốt nhất thế giới về Phật học, thì nó dạy nó dùng những tài liệu mình dịch ra tiếng Việt, thì sau này sẽ làm tâm lý học Phật giáo, thì học Phật giáo đồ vân vân như vậy. Thì thành ra là đang trong lớp này, con nhóm này có sư cô Liên Phát đây, còn sư cô Nguyên Hiền đây cũng đang tham gia dịch vài chương trong cái cuốn sách của giáo sư Sarah Shaw về thiền của đại học Oxford với anh đó. Thì chúng ta sẽ dịch những cái tài liệu hàng lâm của từ những tác giả lấy bằng tiến sĩ của trường hàng đầu thế giới hoặc là đang giảng dạy ở trường hàng đầu thế giới, để cho hy vọng là sau này các đảng quốc gia và các học viện Phật giáo họ sẽ dùng tài liệu đó tham khảo, thì chúng ta sẽ tiệm cận Phật của Việt Nam ra thế giới. Thì sau này chúng ta sẽ dịch cái cuộc đời Đức Phật này, những cái tài liệu chúng ta ra thành một cái bộ như ước mơ có khoảng là 10.000 trang đó. Chúng ta sẽ làm chuyện đó, nhưng mà vì hơi bận, thành ra cái lớp chúng ta bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, bây giờ đã tháng 7 rồi. Thành ra là có thể là chúng ta không có học lâu được nữa, vì Pháp Cẩn phải chuyển qua làm một số cái việc khác đã, để cho nó vơi bớt việc, rồi sau đó sẽ một là học tiếp tục, hai là mình sẽ đi qua kinh Tương Ương Bộ. Tại vì khi mà chúng ta học cuộc đời Đức Phật như Buddha Charita mà ở bên cái nguyên bản Sanskrit bây giờ vẫn còn, là nó chỉ tới là Phật giác ngộ thôi là hết rồi. Còn cái Phật sở hành tán mà khi nó qua Trung Quốc nó dịch ra thì nó vẫn còn lại một khúc đằng sau. Còn rất là nhiều tác phẩm cuộc đời Đức Phật nó chỉ dạy từ đầu cho tới khi mà Gautama đã thành Phật là xong thôi. Còn thực ra những cái diễn tiến sau đó thì rất là quan trọng, nhưng mà có nhiều nguyên nhân họ không có tiếp tục nữa, thì lớp chúng ta cũng không biết là có thể tiếp tục được nữa không. Nhưng mà trên tinh thần là ít nhất chúng ta còn 2 buổi nữa, là buổi sau 2 tới 3 buổi nữa. Thầy, cái chương trình của thầy đó thì thầy nghĩ là sau khi cái đợt học cuộc đời Đức Phật này đó, thì hôm trước thầy có nói là sẽ quay trở lại với Tương Ưng không ạ? Tương Bộ đấy. Theo ý trò là như vậy, tức là không biết, cái cũng là thiền ý thôi. Thầy nói xin thật sự là khi mà thầy mở cái tiêu đề là cuộc đời Đức Phật này đó, thì thật sự là có nhiều vị vào đó là không nghĩ, có thể nói là không nghĩ là thầy đi sâu như vậy đâu. Ngay cả bản thân trò cũng vậy, tức là không nghĩ là có thể khai thác được khá nhiều cái chi tiết mà mình tạm dùng chữ đi, còn tranh cãi đi. Mà tại vì thật sự Phật giáo Việt Nam mình rất sợ cái vấn đề tranh cãi. Trên bảo dưới nghe thôi, không có được quyền cãi.
đi trước bảo như nào đằng sau làm như vậy thôi. Và chính vì vậy mà trò cái vấn nạn của Việt Nam á, là chỗ đó thầy. Yeah. Đó là cái bước đi của thầy như vậy đó, trò nghĩ rằng là nó phù hợp với thời đại. Và nó chính là cái, không biết trò biết, không biết có phải nói so sánh vậy không? Nó là cái phao để mà, không biết trò không dù lại dùng chữ để cứu cái Phật giáo Việt Nam. Nói thật, không biết... tại vì bây giờ thức giả họ cũng bắt đầu họ thấy là cái phần ma mị á, của đại chúng nhiều quá đi. Làm sao mà khi mà mình không làm những việc này đó thì khi người ta không thấy được thì nó không thoát khỏi được cái sự ma mị. Mà khi phải thoát được cái ma mị rồi đó thì mới biết được rằng là Phật giáo còn nhiều việc rất phải làm. Như vừa rồi cho nói cái việc mà sư ông có thể cho nói là sư ông khựng lại. Vì vấn đề mà Phật giáo dấn thân đó, cái vấn đề mà xã hội đó, ngày trước trong thời trai trẻ của sư ông làm kinh khủng lắm. Và rõ ràng là khi mà làm đó, sư ông sai nữa chứ mày không sai, nhưng mà phải có làm mới biết mình bị sai cái nào. Giống như Đức Phật đó, khi mà ngài giảng xong ngài biết là cái chỗ nào ngài giảng mà thôi ta không tiếp tục giảng nữa thì mới biết được. Thì Đức cũng thế thôi, trong cuộc đời tu mình cũng phải vậy. Cái sáng của đạo Phật cũng sẽ phải là đi con đường đó thôi. Thành ra thành không biết là tùy thầy thôi, tức là tùy thầy sắp xếp thôi. Tại vì thật sự là dạng những dạng như là dạng Nikaya đó thì có thể thầy khai mở theo cái hướng này có nhiều cái tranh luận hơn, chứ còn mà thầy dạng theo kiểu mà theo đúng bài bản, ngay cả theo đúng bài bản của bên giới học Phật á, cho nói là scholarship hay là academia của Tây Phương cũng dựa theo kinh điển, nó cũng sẽ rơi vào cái vòng gọi là nói kinh điển Nikaya nói vậy thì chúng tôi tin như vậy, thì mình cũng sẽ có thể mình không mở rộng được nhiều. Đúng rồi. Yeah. Ông vẫn sẽ nâng cao đào sâu ra nhìn nhiều tài liệu khác nữa, ngoài dùng cái kinh điển Nikaya ra rồi mà dùng nhiều tài liệu khác như lớp chúng ta mà mình nhìn rất là nhiều chiều. Cái bối cảnh của xuất hiện cái Nikaya ở trong Sri Lanka như thế nào rồi này kia, Buddha Gosha rồi ra sao, rồi cái người mà viết xuống cái bộ Nikaya đó ra sao rồi này kia, ông ấy viết là một cách dịch thuần túy hay là ông có critical thinking hay không, rồi thành ra là những cái việc đó là chúng ta sẽ có những cái tài liệu đó, rồi cái bối cảnh văn hóa xã hội kinh tế tôn giáo của cái xứ Sri Lanka khi mà đạo Phật truyền vào rồi đó này kia, là mình cũng bàn hết nhiều cái vấn đề đó. Nói chung là sẽ nâng cao đạo sâu, giống như cái lớp cuộc đời Đức Phật này chúng ta không chỉ là như đánh đạo vàng không đâu, mà là cái kinh Nikaya cũng dạy sẽ giống như cái lớp cuộc đời Đức Phật này, mà sẽ có những cái khác, những cái mới mẻ và những cái tài liệu dường như là chưa có ăn người trên thế giới họ dạy luôn, chứ không nói gì Việt Nam. Là mình tài liệu thì trên thế giới có rồi nhưng nhiều nguyên nhân họ không dạy. Thì Pháp Cẩn sẽ triển khai những cái chuyện đó rất là thú vị. Nếu một số người họ thích, còn nếu một số người họ đã quen với cách truyền thống rồi, một số người có thể họ không thích thì đành chịu. Dạ, mô Phật tán thán thầy Pháp Cẩn. Chư vị đây là cũng mình có cái duyên lớn đó, duyên lớn gặp được thầy Pháp Cẩn rồi. Tất cả các hình thức mà những cái phong trào mạnh mẽ thật sự là đầu tiên nó cũng chỉ một cái nhóm người rất nhỏ thôi, và cái tâm huyết cùng xây dựng lên thôi. Chứ mình cứ đừng có nghĩ rằng là phải đông thật đông ngồi nghe rồi hàng ngàn người, hàng chục ngàn người ngồi nghe, nhưng mà thật sự cuối cùng đi ra hỏi lại chẳng biết gì hết. Thì mình nghĩ rằng là cái nhóm mình không rơi vào cái tình trạng đó thì nó là cái khởi đầu mà, cái bước đầu mà. Thành ra vậy trò rất là có phải nói là rất là vui vẻ, chứ không có phải là vì thấy là mình số người lượng ít mà mình không vui. Phải nói như vậy, cái vui là cái mình có được cái gì đó, nó quan trọng hơn là cái số lượng. Dạ. Yeah. Yeah. Khi những cái của lớp mà nó hay thí nghiệm, nó mày mò, nó mở một cái lớp mới trên những cái chủ đề cũ thì nó luôn nó gặp những như vậy. Và người họ không có quen, họ không có, một số người không có thích. Và lại là cái chủ đề cuộc đời Đức Phật này nó khó. Thứ nhất là đối với một số người nói tôi đã biết rồi thì còn học gì nữa, đúng không? Ngay từ nhỏ tôi đã biết cuộc đời Đức Phật rồi, tôi đâu còn học nữa. Còn một số người đi vào học nói ô cái này nó không giống với ngày xưa của tôi, nên tôi cũng không học nữa. thì trong cả hai trường hợp đó thì người ta cũng không học nữa, và coi như người ta cũng không có tăng thêm cái nhận thức gì hơn được về cuộc đời Đức Phật.
thì cũng rất là tiếc cho họ, nhưng mà biết làm sao hơn. Rất là trân trọng giáo sư Châu đã tâm tình chia sẻ và nói những lời tích cực năng đỡ, và xin cảm ơn một lần nữa. Mời các bạn thả tim, bấm like cho sư cô Hạnh Tâm, sư cô Nguyên Hiền và cô Loan đã thuyết trình, ba người trong lớp chúng ta hôm nay rất là tuyệt vời. Vậy ha, dạ xin cảm ơn mọi người. Khi gặp lại tuần sau. Dạ, con chào thầy, chào cả lớp ạ.